Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tuôn đổ sự hiện diện đầy khắp của Ngài, khiến cho tất cả sẽ bừng lên trong sự sống của Chúa. Từ những chỗ yếu đuối ngủ lạnh trong đời sống cá nhân chúng con, đến những chỗ bất toàn tì vết của thân thể của Chúa, của Hội Thánh. Chúa, Ngài tuôn đổ sự hiện diện của Ngài và làm cho tất cả đều bừng lên trong sức sống của Chúa, đều trở nên trọn vẹn trong tay của Ngài. Hãy chuẩn bị một dân sẵn lòng để con đón chào Đức Chúa Jesus Christ sớm tái lâm để tiếp rước Hội Thánh của Ngài, và cũng đón chào sự vận hành lớn lao của Chúa như Ngài đã hứa với Hội Thánh của Ngài. Chúng con sẽ thấy một mùa thu hoạch lớn lao, mùa thu hoạch cuối cùng của phục hưng toàn cầu, để chúng con sẽ thấy vô số người được cứu. Hàng tỷ người trong những ngày sắp đến sẽ được cứu, được chuyển vào vương quốc của Ngài trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Chúng con nhận biết đêm đã khuya, Ngài hầu đến. Tất cả những cảnh, những việc chung quanh chúng con không thể giải thích được đang diễn ra. Ôi lời Chúa, tội ác cứ lan tràn. Và như lời của Chúa đã tuyên báo chúng con, nếu những điều đó đã ứng nghiệm rồi, thì việc Chúa sống trở lại để tiếp rước Hội Thánh của Chúa, và trước khi Chúa Ngài trở lại sẽ có sự phục hưng toàn cầu. Chắc chắn nó cũng sẽ đến. Lạy Chúa, chúng con một lần nữa dâng đời sống chúng con cái tươi mới trong tay của Ngài, xin sử dụng chúng con. Lời cầu nguyện mà chúng con xin ở trong thời gian này, lời cầu nguyện táo bạo mở rộng. Lạy Chúa, xin làm những việc lớn của Ngài xuyên qua cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa, những gì Chúa thấy ở trong chúng con, Ngài có thể thầm sáng danh Đức Chúa Jesus Christ được. Lạy Chúa Thánh Linh, xin thực hiện để Đức Chúa Giêsu của chúng con được tôn cao và chúng con kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, xin mời anh chị em ngồi. Để chúng ta cảm nhận được giờ phút mà chúng ta đang ở, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cái tin tức tôi không tìm, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho được đến với chúng ta. Tôi có nhận một cái email, một cái điện thư của Apostle DeMonte Edmonds. Ông nhắn tin với chúng tôi và chắc đã tìm hiểu và biết, cho nên có đôi lời khích lệ cho những việc mà Chúa Ngài cho chúng ta đã cài xới thành phố này, đất của thành phố này cho vinh quang của Chúa. Và ông nói rằng thật là một cái đặc ân vinh dự để kết nối với chúng ta trong những ngày sắp đến. Ông sẽ đến thành phố Houston của chúng ta vào ngày 25 tháng 8. Có một cái hội đồng và được gọi là Converge. Đây là cái hội đồng của tính cách tiên tri và sự vinh quang của Chúa hợp lại với nhau. Thì ông chia sẻ rằng trong một cái hội đồng nhóm lại khoảng 2 tháng trước, thì Chúa cho một tiên tri được biết đến có tầm cỡ quốc tế là Chuck Pierce. Ông có một cái lời từ nơi Chúa rất là được khích lệ cho chúng ta. Và trong thời gian này tôi nhờ anh Thiện giúp để chúng ta xem cái đoạn trích của buổi nhóm này. Khi sứ đồ DeMonte Edmonds đang chia sẻ lời của Chúa, thì Chúa ngài mặc khải cho Chuck Pierce, một tiên tri của Chúa, tiên tri cận đại, có được những lời này. Xin Chúa ngài dùng điều này để đốt cháy lên trong chúng ta một cái sự cấp bách, sẵn sàng chuẩn bị đời sống cá nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta và hậu thánh, để chúng ta có thể bước vào vị trí mà Chúa toàn định làm. Now, God's going to do something in Houston. He showed it to me. He said he was going to do it. He's going to do it. And we're going to have to get ready and let him do it. And it's going to go in various places. And you're going to have to be willing to follow where it goes. And he spoke to me while DeMonte was ministering. He said, I'm coming in to the Vietnamese. I wasn't even looking for it. And he said, tell the Vietnamese in Houston, I'm ready to interrupt their life. Now. Amen.
Cảm ơn Chúa. Đối số với bạn chị em cũng như các con gái Chúa ở tại Việt Nam thì chúng tôi xin tạm dịch, đó là ông tiên tri Chuck Spears. Chúng ta thấy cái người mà tóc bạc trắng đó, ông đã có một cái chức vụ mà chúng tôi cũng đã từng biết hơn 40 năm qua. Có những lời tiên tri rất là chính xác cho công việc chung của Hội Thánh của Chúa. Thì ở trong phần đó, ông nói rằng trong lúc DeMonte Edmonds đang chia sẻ lời của Chúa, thì Chúa bày tỏ cho ông biết rằng Chúa Ngài sẽ đến thành phố Houston này. Và con gái của Chúa, chúng ta có cái trách nhiệm, đó là chúng ta phải đeo đuổi thấy Chúa Ngài làm việc ở đâu và chúng ta cần đến đó. Và Chúa Ngài bày tỏ cho ông biết rằng Chúa Ngài sẽ đến thành phố Houston này trong sự phục hưng đó, xuyên qua người Việt Nam. Cảm ơn Chúa. Và ông nhắc nhở đó là chắc chắn việc sẽ xảy ra, cho nên hãy báo cho cộng đồng của người Việt ở tại thành phố Houston rằng đời sống của họ sắp sửa được sự hiện diện của Chúa và công việc của Chúa sẽ làm cho, tạm dùng cái chữ xáo trộn theo như cái nghĩa của con người của chúng ta. Nhưng mà nó sẽ không là bình thường nữa. Và chúng ta biết khi sự phục hưng xảy ra, chúng ta không thể nào sinh hoạt như bình thường nữa, mà tất cả đều sẽ là đi theo trong sự vận hành của Chúa như tháng 3 năm 1999 mà chúng ta đã kinh nghiệm. Thình lình một hội thánh mà chúng ta chưa bao giờ có những buổi nhóm liên tục mỗi đêm trong 2 tuần lễ, thì chúng ta có thể nhóm lại một cách dễ dàng. Trước đó mà mời thêm một buổi nào đó thêm sau ngày Chủ nhật thì chúng ta thấy rằng rất là khó khăn. Và cảm ơn Chúa, kể từ đó thì chúng ta thấy rằng sinh hoạt của hội thánh của Chúa chỉ có ngày thứ hai là chúng ta nghỉ thôi. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật, chúng ta có những buổi nhóm liên tục và có những công tác mà Chúa Ngài, những công việc Ngài làm ở giữa chúng ta suốt gần 15 năm trải qua ở trong ơn của Chúa. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta hiểu khi Chúa Ngài bước vào bày tỏ sự hiện diện của Ngài khi sự phục hưng xảy ra thì chúng ta không thể nào trở lại với cuộc sống như xưa được. Có một sự thay đổi lớn bởi vì Chúa đến, sức sống của Ngài tuôn tràn sẽ giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không mệt mỏi. Dù ngủ không đủ nhưng mà chúng ta vẫn sẵn khoái. Và Chúa Ngài sẽ làm những việc lớn của Ngài xuyên qua hậu thánh của Chúa ở trong ơn của Ngài. Khi nghe những lời này thì tôi nhớ đến nhiều lời tiên tri đã báo cho chúng ta rằng Chúa Ngài sẽ dùng người Việt Nam của chúng ta, hội thánh Việt Nam của chúng ta để khôi phục lại chức vụ quyền năng ở trên nước Mỹ này. Và VBC Houston của chúng ta sẽ là một trong những mũi nhọn mà Chúa Ngài sử dụng. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta vẫn đeo đuổi điều này trong sự kiên ăn cầu nguyện tổ chức Đại hội Phục Hưng. Và chúng ta nghe bắt đầu từ năm rồi thế nào thì Joshua Chow cũng như là Apostle Bismarck đã chia sẻ với chúng ta những điều Chúa Ngài toan định làm. Và từ đó chúng ta thấy trong 9 tháng qua nhiều việc lớn Chúa Ngài làm ở đâu những mức độ mà chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta nghe rằng sẽ có những cái dấu kỳ phép lạ của Chúa xảy ra một cách rất nhanh mà chúng ta chứng kiến điều đó. Có những ca mà ung thư giai đoạn cuối đến đây, một lời cầu nguyện, một lần cầu nguyện, thì chúng ta thấy rằng họ trở về thì bác sĩ không tìm thấy dấu vết của ung thư trên thân thể đó nữa. Thật là phước hạnh. Và như Chủ nhật vừa rồi chúng ta nghe chị Ngọc Hoa làm chứng, có 3 cái van tim bị hở, 3 lá. Và kỳ này Hoa là định là sẽ ở đây trên dưới 1 tháng để giải phẫu. Và cảm ơn Chúa, 2 Chủ nhật vừa trước, khi sau giờ nhóm chúng tôi có dịp để cầu nguyện cho chị. Thì cảm ơn Chúa, chị đi khám bệnh. Bác sĩ nói rằng tim tốt hoàn toàn, không cần, không có vấn đề gì. Thật là lạ lùng Chúa Ngài làm việc. Như chúng ta đã nghe nhiều lời làm chứng trước đây, nhiều cái van tim hở rất là nguy hiểm, chuẩn bị là phải giải phẫu, những cuộc giải phẫu lớn, thì khi là phải gọi là open heart surgery để có thể giải quyết những vấn đề đó. Đó là chuyện sống chết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã làm và Chúa Ngài đang làm mới những điều Chúa Ngài đã từng làm rất là nhanh để chúng ta thấy được. Các lần trước thì chúng ta nghe tin tức là những người thân thương mang những cái khăn đến và nhờ chúng tôi cầu nguyện và chuyển tải sự sức dầu của Chúa đem về đắp trên người bệnh, thì là Chúa Ngài chữa lành ngay lập tức. Có những việc Chúa Ngài làm để nhắc nhở cho chúng ta rằng Ngài đang ở rất gần. Hôm Chủ nhật, một sư xem chia sẻ với chúng tôi một điều mà chúng ta thấy rằng cũng rất là được khích lệ với chúng ta.
Đó là khi các em thanh thiếu niên nhóm lại đến cái phần cuối, thì Chúa ngài thăm viếng và các em vận hành ở trong ân tứ của Đức Thánh Linh. Các em đi qua đi lại cầu nguyện cho nhau và có những cái lời tri thức rất là chính xác cho các bạn của mình. Mục sư Sam có một sự cảm nhận là sẽ mang tất cả các em vào ngay sau giờ nhóm của lễ tiếng Việt của chúng ta, để sẽ tiếp tục để các em đứng vào chỗ ngợi khen, để rước sự hiện diện của Chúa. Để mục sư Sam nghe Đức Thánh Linh nói, con làm ta sẽ đổ sự phù hướng đến ngay ngày hôm nay. Rồi, có một vài những cái xáo trộn vì có một em có cái tình trạng sức khỏe khá đặc biệt, là con của anh chị Đức Loan đó, thì cháu nó bị chứng bệnh tự kỷ, nó lên tiếng, nó quậy phá ở trong đó, nó không muốn đi ra, nó không biết cách nào để đáp ứng lại, thì nó dùng một cái nhịp điệu của một bài hát ở ngoài đời, nhưng mà nó lẩm bẩm câu là con không muốn bước ra khỏi sự hiện diện của Chúa, không muốn ra khỏi đây. Yeah. Thì mình sẽ xem nó rằng khi đó nó làm cho dừng lại, nhưng mà cảm nhận rằng bất cứ lúc nào thì sự phục hưng cũng có thể xảy ra ở trên hội thánh của Chúa. Sự hiện diện của Ngài sẽ đổ xuống và người ta sẽ không muốn ra về. Như chúng ta thấy cuộc phục hưng gần nhất mà chúng ta có dịp để quan sát được ở tại Asbury, một cái buổi nhóm lại thường xuyên của sinh viên ở trong cái trường đó. Thì đáng lý ra nó chỉ là 1:30 đồng hồ, mà chúng ta thấy rằng các em khi ở trong sự hiện diện của Chúa, Chúa đổ sự hiện diện rất đặc biệt của Ngài, không ai muốn rời đó. Rồi các sinh viên khác kéo vào, rồi chính Chúa ngài thu hút và nhiều người đến, và chúng ta thấy đã diễn ra gần 3 tuần lễ không ngưng nghỉ, 24 tiếng đồng hồ trong ngày, 7 ngày trong tuần kéo dài như vậy, và hàng chục ngàn người đã đổ xuống thành phố đó mỗi ngày để nếm trải một phần nào cái phước hạnh đó. Chúng tôi cũng muốn khích lệ anh chị em là Chúa trong buổi cầu nguyện của chúng ta. Ở tại Pensacola, trong kỳ hội đồng của Liên Hữu Ân Tứ vừa qua, thì Chúa nghe nhắc nhở tôi hãy chia sẻ cho anh em những cái chi tiết về cuộc phục hưng gọi được đặt tên theo hội thánh ở tại đó là Brownsville Revival. Thì chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa cũng đeo đuổi sự phục hưng, nhưng mà họ không ngờ là trong ngày lễ của những người cha, một diễn giả được mời đến, và trong sứ điệp cũng chia sẻ một cách bình thường thôi, thì thình lình sự hiện diện của Chúa đổ ra trên hội thánh của Chúa, kéo dài gần 4 năm, và có hơn 2.5 triệu người đến thăm viếng hội thánh để tham dự. Người ta xếp hàng từ 3 giờ sáng cho đến 7 giờ tối mới bắt đầu buổi nhóm. Người ta dựng lều, người ta đứng chờ, người ta treo dù, đứng chờ để tính phiên họ có thể được vào bên trong. Là nó ảnh hưởng trên thành phố đến độ là một cái phi trường quốc tế tại một thành phố rất nhỏ đã được xây dựng, vì số người từ các nước muốn đáp những chuyến bay đến để tham dự trong cái cuộc phục hưng này. Cho nên lập tức thành phố đã xây dựng một cái phi trường quốc tế, International Airport, ở tại thành phố Pensacola. Thì chúng ta biết rằng khi Chúa ngài ở đâu thì đám đông kéo đến. Như Đức Chúa Giêsu ngài đi đến đâu thì đám đông cũng kéo đến, bởi vì có những dấu kỳ phép lạ Chúa làm và lời của ngài được ban phát ra, ngài dạy như có quyền và công việc của ngài thì người ta chưa bao giờ thấy. Nên cảm ơn Chúa, nguyện xin Chúa ngài ban phước để chúng ta là những người đã đeo đuổi, xin Chúa đừng qua khỏi chúng ta. À, trên một bình diện thì chúng ta thấy rằng nếu tại Houston today nói đến một cái hội thánh nào được nhắc nhở và được kêu gọi tìm kiếm sự phục hưng thì đó là chúng ta. Nên vấn đề đó là lòng của tất cả con cái của Chúa có như vậy hay không? Bởi vì Chúa không chỉ nhìn một cá nhân nào mà Chúa ngài muốn tìm thấy trên tất cả mọi người. Thì chúng ta tối hôm nay chúng ta cũng sẽ đặt vấn đề để chúng ta cầu nguyện. Thì xin Chúa cho một sự khao khát. Như Apostle Chuck Pierce đã chia sẻ, hãy báo cho người Việt Nam biết đó là cuộc đời của họ sắp sửa được quyền năng và sự hiện diện của Chúa can thiệp vào, đụng chạm đến, và nó sẽ không còn như cũ nữa. Interrupt. Mình xin Chúa nghe ban ơn. Sự phục hưng như chúng tôi đã giảng dạy nhiều lần, nhiều năm tháng, nó là một cái sự vận hành của Chúa mà có một cái giá rất đắt mà chúng ta phải trả. Cái giá đó là cái sự kiêu ngạo của chúng ta phải đánh hạ xuống. Những cái gò nổng, những cái chỗ kiêu ngạo của chúng ta phải săn bằng.
những chỗ sũng thấp phải được lấp đầy trở lại để dọn đường cho Chúa đến. Giống như ngày xưa, khi vị vua đi kinh lý, được báo tin ông sẽ đi ngang một cái vùng nào, đất nào, thì dân chúng, những người đàn ông họ xách cuốc, xách sẻng ra, họ lấp đường cho nó thật là tốt để vua đi ngang. Người ta trải chiếu, người ta làm đủ mọi thứ để vua đi ngang con đường đó, ngang qua cái làng của họ, cái chỗ mà họ đang sinh sống. Thì nếu vị vua của đời này đi kinh lý mà người ta còn phải chuẩn bị như vậy, thì chúng ta nhớ rằng Baptist, ông là người dọn đường cho Chúa, ông cũng đã có cái sứ điệp đó. Đó là ngày hôm nay chúng ta không cần phải băng bằng đường xá, bởi vì đã trắng nhựa, đã xây bằng bê tông cốt sắt, nhưng chúng ta dọn tấm lòng của chúng ta. Nếu có những chỗ nào nó kiêu ngạo, đánh hạ nó xuống, chặt ngang nó, săn bằng nó. Những chỗ sũng thấp, thiếu tiêu chuẩn của Chúa phải được lấp đầy, để không còn bị sũng ướt xình lầy, nhưng mà trở nên khô ráo, sẵn sàng để đón tiếp sự hiện diện của Chúa. Thì chắc chắn Chúa Ngài sẽ đến, bởi vì Ngài luôn đáp ứng lại với lời mời khi chúng ta xin Chúa can thiệp vào. Vì chúng ta thấy nếu không có sự can thiệp của Chúa thì đời sống của con người của chúng ta đi vào trong cái tình trạng rất là tệ. Hơn bao giờ hết nước Mỹ cần sự phục hưng, phải không? Thì chúng ta thấy tình trạng về đạo đức đi đến cái chỗ chúng ta thấy nguy hiểm vô cùng. Như tôi chia sẻ hôm Chủ nhật, chúng tôi đi đến một cái văn phòng bác sĩ. Thì người ta muốn xây dựng cái hồ sơ bệnh lý. Chúng tôi chỉ đi để khám sức khỏe thường niên, và người ta nói rằng 60 tuổi rồi cần phải thực hiện một cái cuộc xét nghiệm này. Để đơn giản về sức khỏe. Nhưng mà đặt những cái câu hỏi mà chúng ta thấy rằng 10 năm trước chắc không ai nghĩ đến chúng ta phải trả lời những câu hỏi quái gở như vậy. Bạn là nam hay nữ? Male or female? Hay là thứ khác? Hay là không muốn tiết lộ? Hay cái sao là cái nhức đầu anh chị? Có cái gì mà cái loại thứ khác? Không ông, không đàn ông, không đàn bà, mà thứ khác. Rồi còn có cái dạng là không muốn tiết lộ là mình là đàn ông hay đàn bà. Rồi xong cái dòng thứ nhì, dòng kế tiếp, đặt một câu hỏi khác nữa là rất là quái gở nữa. Anh muốn hay là bạn muốn chúng tôi gọi là he or là she? Ở trên đặt cái câu hỏi là đàn ông hay đàn bà, nhưng mà dưới là đặt cái câu hỏi là muốn chúng tôi gọi là he hay là she? Là anh hay chị? Và trong văn phòng của bác sĩ y khoa đặt những câu hỏi như vậy. Tại là chúng ta đang sống trong cái thời điểm mà đầu óc của con người của chúng ta nó lộn xộn quá rồi. Chuyện rất là đơn giản mà không thấy. Nhiều lần tôi xem tin tức có những cuộc điều trần ở trước quốc hội. Thì những người nghị sĩ đặt một cái câu hỏi với một bộ trưởng. Xin định nghĩa cho tôi biết là bạn định nghĩa đàn ông và đàn bà như thế nào? Câu trả lời luôn luôn là chúng tôi không thể định nghĩa được. Tại vì định nghĩa theo cái nghĩa của họ hiện tại thì dân chúng nó sẽ chửi, báo chí họ sẽ chửi. Mà định nghĩa theo như cái định nghĩa của truyền thống từ trước đến giờ, đàn ông ra đàn ông, đàn bà ra đàn bà, thì họ sẽ vi phạm đến đường lối của đảng của họ đang hoạt động. Chúng ta đang ở trong những ngày mà luôn cả người đàn ông người ta cũng nhìn không ra là đàn ông, mà đàn bà người ta cũng không dám nói là đàn bà. Rồi những người là nam tham dự vào trong những cuộc thể thao, thấy mình không tranh tài nổi với những người cùng giới tính của mình, thì mấy cái cầu thủ nam này, vận động viên nam này tuyên bố mình bây giờ là đàn bà, đi qua để tranh với những người phụ nữ. Và dĩ nhiên là thắng. Mà thắng như vậy thì có cái gì là vinh dự, phải không chị? Nhục nhã vô cùng. Đàn ông mà chạy qua tranh tài với nữ, cho dù có được cái huy chương đi nữa thì quy chương nó cũng dục bỏ, cho nó có giá trị. Mình sanh ra về thể chất, về cơ bắp, về bộ xương của mình nó là lớn hơn và nó mạnh hơn người phái nữ. Và chúng ta thấy ngày hôm nay tất cả những điều đó, chúng ta đang ở trong cái thời điểm mà chúng ta thấy rằng đúng như những ngày cuối của đế quốc La Mã mà lịch sử đã cho chúng ta biết. Nếu không có sự can thiệp, sự phục hưng của Chúa thì chúng ta đang chuẩn bị để bước vào trong những ngày mà chúng ta sẽ thấy rất là khó xử.
Thấy một người phụ nữ té mà chúng ta chạy lại, chúng ta muốn đỡ lên, họ nói rằng tôi có sức tôi tự lo được, bộ xem thường tôi là phải yếu. Hay là chúng ta gặp một người mà chúng ta thấy cái mặt đàn ông, nhưng mà chúng ta gọi là anh, là chú, để nói không tôi là đàn bà, thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Và nhiều điều khác nữa, về luân lý, về đạo đức, về chính trị, nhiều thứ lắm anh chị em chúng ta gặp trở ngại. Cho nên xin Chúa ngài ban phước để tối hôm nay những điều chúng ta học ở tại đây, tôi sẽ nhắc đến những cái sự sức giàu của sự cầu thai khác nhau. Đây là những chiến sĩ cầu nguyện. Có người trong chúng ta nghe một cái chủ đề, nghe một cái lĩnh vực, thì chúng ta thấy rằng tôi muốn bước vào trong cái vị trí đó. Điều đó cho chúng ta thấy có thể đó là sự sức giàu của Chúa cho chúng ta. Sự sức giàu là gì? Nó chỉ đơn giản là sự khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời thông qua chúng ta để có thể duy trì nhiệt tình làm những gì chúng ta không thể làm bằng sức lực của con người của mình. Sự sức giàu là quyền năng của Chúa làm việc xuyên qua chúng ta để làm những việc mà chúng ta không thể tự làm được, là khả năng siêu nhiên mà Chúa ngày cho chúng ta. Đó là sự sức giàu. Mỗi chúng ta có một lĩnh vực sứ mệnh ở trong sự cầu nguyện của chúng ta. Nhiều người thì được kêu gọi để trở thành những người cầu thai tuyệt vời, nhưng lại không khám phá ra được sự sức giàu của họ, vì họ bận kiểm tra bông trái trong cánh đồng cầu nguyện của người khác. Chúng ta không để ý đến, mà chúng ta cứ bắt chước những người xung quanh của chúng ta, những người đi trước của chúng ta. Thì chúng tôi thường nói với anh chị em, chúng ta thấy sao chúng ta bắt chước và chúng ta làm như vậy. Nhưng mà tại đây trong hội thánh, chúng tôi khích lệ anh chị em là chúng ta hãy khám phá ra bằng được. Có khi có những điều không giống ai hết, mà không sao. Đừng sợ giống như cái tình trạng chung của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Làm cái việc gì đó mà nó không giống ai, bị mắng là làm không giống ai, thì chúng ta sợ lắm. Vì như vậy là dị, là hổng. Nhưng mà đừng sợ, bởi vì mỗi người trong chúng ta Chúa ngài cho có cũng như trách nhiệm đặc thù. Một ví dụ để chúng ta thấy ở đây, xin tất cả chúng ta đều đưa cái ngón tay cái của mình lên. Anh chị em nhìn cái ngón tay cái của mình. Em có thấy dấu tay ở trong cái ngón tay cái của mình không? Cả thế giới này, 7 tỷ người trên thế giới này, không ai có được một cái ngón tay giống như của chúng ta hết. Mà nhất là cái dấu tay trên cái ngón tay của chúng ta. Đến độ người ta có thể nhận diện chúng ta được khi người ta nhìn lấy cái dấu tay của chúng ta. Đức Chúa Trời ngài dựng nên mỗi người trong chúng ta một nét, một vẻ khác nhau. Thì trong sự hầu việc Chúa của chúng ta, nhất là trong chức vụ cầu thai, cũng có những cái nét đặc thù của nó. Xin Chúa cho để chúng ta sớm khắp, để chúng ta sẽ được Chúa ngài cho chúng ta được kết quả một cách rất đặc biệt trong chức vụ cầu thai của chúng ta. Vì ở trong một đoàn cầu nguyện, ở trong một chương trình, một tổ chức, một mục vụ cầu nguyện, cầu thai, ở trong một hội thánh, thì mỗi người có một sự sức giàu khác nhau. Có một số người sẽ có những sự sức giàu tương tự và có thể cùng làm việc chung với nhau. Nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta phải khám phá cho bằng được cái phần độc đáo mà chúng ta phải đóng góp bằng lời cầu nguyện của mình. Vì có những việc chúng ta thấy mà người khác không thấy. Ở trong hội thánh từ đây, chúng tôi đã áp dụng nguyên tắc này cho gần 4 thập niên qua. Đó là có những người họ đến và nói mục sư đó việc đó. Tôi hỏi tại sao? Nó vì Chúa cho em thấy điều đó. Thì tôi nói rằng Chúa cho thấy, cứ bắt tay vào làm. Nó không, em báo cho mục sư biết để mục sư làm, nó không. Tôi không thấy, mà bạn thấy, tức là Đức Chúa Trời muốn bạn làm công việc đó. Và đây là nguyên tắc rất là quan trọng. Và khi chúng ta học và nghiên cứu ở trong tiến trình tăng trưởng, chúng ta sẽ thấy điều đó. Có những điều mà người khác không thấy, chúng ta thấy. Trong khi không có ai bước lên để làm công việc đó, thì chúng ta cảm thấy rằng mình có thể làm được công việc đó, với chúng ta sẵn sàng bước lên. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy đó là cái dấu hiệu mà Chúa ngài đã ban ơn và sức giàu cho chúng ta để chúng ta thực hiện công việc đó. Tôi gọi nó gọi là billboard vision. Khi chúng ta lái xe ngang một cái vùng đất mà người ta vừa mới cho xe ủi đất đến ủi, chúng ta biết rằng sẽ có một công trình xe cắt sẽ diễn ra tại đó. Bây giờ nhìn kiếm ở gần đó, nhất là ở ngoài mặt tiền của đường, chúng ta sẽ thấy có một cái bản vẽ, một cái sơ đồ, một cái rendering của cái tòa nhà tương lai sẽ được xây dựng ở tại chỗ đó. Hiện tại nó là một cái đống đất vừa mới được san bằng. Nhưng mà tương lai thì sẽ có một cái tòa nhà đó sẽ được mọc lên tại đó, bởi vì cái người kiến trúc sư hợp tác với người
chủ của cái vùng đất đó muốn xây dựng cơ sở đó đã hình dung được cái tòa nhà đó như thế nào và họ đã lên bản vẽ. Thì cũng vậy, Đức Chúa Trời ngày cho chúng ta thấy thì là ngày muốn sử dụng chúng ta đó. Người khác có thể không thấy, nhưng mà chúng ta thấy. Người khác có thể không cảm động vì đó, nhưng chúng ta cảm động. Thì đừng nói rằng tại sao không ai giống như tôi, nhưng mà hãy nói rằng cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho tôi thấy. Đừng thiếu hiểu biết anh chị em, như lời của Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 từ câu 1 cho đến câu số 4. Chúng ta không thể nào dốt nát hay là thiếu sự hiểu biết về các sự ban cho thiêng liêng. Chúa ngài cho mỗi người trong chúng ta có một cái sự ban cho thiêng liêng khác nhau. Để bởi ơn của Chúa chúng ta mỗi người một công việc, chúng ta làm những công tác mà Chúa ngài giao cho chúng ta ở trong ơn của Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 từ câu số 1 cho đến câu số 4. Cho nên tôi không muốn anh em không biết gì cả về các ân tứ thuộc linh. Anh em biết rằng khi còn là người ngoại đạo, anh em đã bị các thần tượng câm dẫn đi sai lạc. Vì vậy tôi muốn anh em hiểu rằng không một ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn mà lại nói Đức Chúa Giêsu đáng nguyền rủa. Nếu Đức Thánh Linh không hướng dẫn thì cũng không ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Có nhiều ân tứ khác nhau nhưng chỉ có một Thánh Linh. Để cho chúng ta thấy sự vận hành của Chúa Thánh Linh để dẫn dắt chúng ta. Trước khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta bị những cái thần tượng câm, nó dẫn chúng ta đi trong sự sai lạc. Nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc với sự cứu rỗi, Thánh Linh của Chúa bắt đầu dẫn dắt chúng ta. Và Ngài cũng là đấng ban cho chúng ta những khả năng siêu nhiên. Để chúng ta, thứ nhất là chúng ta nhận biết Chúa Giêsu và chúng ta tôn vinh Ngài. Đời sống của chúng ta sẽ như lớp thứ tư của tiến trình tăng trưởng, đó là một bài hát Tela Hale để chúng ta ngợi khen Chúa của chúng ta qua đời sống của chúng ta. Cuộc đời chúng ta là một bài hát để chúng ta có thể ngợi khen Chúa qua những công tác mà Chúa ngài ban cho chúng ta, khả năng ân tứ mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu số 27 và 28 thì chúng ta biết rằng trong hội thánh của Chúa thì Chúa ngài sắp đặt có những cái chức vụ khác nhau. Anh em là thân của Đấng Christ và mỗi cá nhân là một chi thể. Đức Chúa Trời đã sắp đặt trong hội thánh. Thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là nhà tiên tri, thứ ba là giáo sư, kế đến những người làm phép lạ, rồi những người được ân tứ chữa bệnh, người giúp đỡ, người quản trị, người nói các thứ tiếng lạ. Có phải tất cả đều là sứ đồ sao? Tất cả đều là nhà tiên tri sao? Tất cả đều là giáo sư sao? Tất cả đều làm phép lạ sao? Tất cả đều được ân tứ chữa bệnh sao? Tất cả đều nói được các thứ tiếng lạ sao? Tất cả đều thông dịch những tiếng lạ sao? Hãy ước ao những ân tứ cao trọng hơn. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em con đường còn tuyệt vời hơn nữa. Để chúng ta thấy ở đây, trong hội thánh của Chúa có các ân tứ mà Chúa ngài sắp đặt, có các chức vụ mà Chúa ngài sắp đặt. Thì trong lĩnh vực của sự cầu thai của chúng ta cũng giống như vậy. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ thấy được chúng ta cần khám phá những cái chức vụ khác nhau. Nhưng mà chúng ta có cùng một Thánh Linh, có cùng một Chúa. Mỗi người trong chúng ta có một cái hỗn hợp cầu nguyện đặc biệt mà chúng ta không thể tự tạo được. Nhưng chúng ta có thể thực hiện các trách nhiệm mà Chúa đã dành riêng cho chúng ta để chúng ta làm. Có những chức năng khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều được kêu gọi để cầu nguyện. Nhưng mà mỗi người trong chúng ta có thể được Chúa ngài kêu gọi cho một thể loại cầu nguyện đặc biệt nào đó. Và tối hôm nay chúng ta sẽ xem một cách chi tiết. Đừng bắt chước những chức vụ khác, nhưng mà chúng ta hãy làm đúng theo như sự kêu gọi của Chúa. Vì lý do tại sao chúng tôi tha thiết kêu gọi hội thánh của Chúa ban cầu nguyện của chúng ta cầu nguyện để tất cả con cái của Chúa của VBC Houston đang nhóm lại từ đây tất cả đều nắm bắt được cái lẽ thật này. Bởi vì chúng ta đến từ những bối cảnh khác nhau, chúng ta đã từng sinh hoạt trong một số những nhà thờ khác nhau ở những nơi đó để dự phần vào công việc phục vụ, thì do mục sư ông mời hoặc là hội chúng bầu cử chúng ta lên, chứ không theo như khả năng ân tứ mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Và đa số hội thánh của Chúa nhằm chúng ta theo kiểu của đời, là chúng ta sinh hoạt hội thánh của Chúa theo dân chủ, trong khi hội thánh của Chúa phải là thần chủ. Chúa gọi, Chúa chọn, Chúa sắp đặt những người vào trong những công tác. Nhưng mà chúng ta thì phải không.
Chúa chọn là chuyện của Chúa, nhưng mà chúng tôi là phải để cho hội thánh bầu mới được. Phải có hội đồng thường niên, hội thánh phải bầu, còn không đó là chức vụ không có giá trị. Và cuối cùng chúng ta giống như dân Israel, Chúa rất buồn khi họ đòi có một ông vua mà họ có thể thấy được đó để cai trị họ. Chúa nói rằng ta là vua cai trị các con, các ngươi. Nhưng mà Chúa ngài để cho họ theo điều lòng của họ muốn. Chúa nói trước, đem một con người lên làm vua thay thế ta đó, thì các con sẽ gặp trở ngại. Các con phải đóng thuế cho vua đó, rồi con cái của các ngươi sẽ bị vua đó sai bắt đi làm những công việc. Chúng ta nghe tấm lòng của Chúa, rồi chúng ta cũng có thể nghe tấm lòng của Chúa đối với nhiều hội thánh ngày hôm nay. Không biết Chúa ngài làm cái gì, phải để hội chúng bầu mới được. Và chúng ta thấy người trước làm sao, chúng ta cứ bắt chước như vậy. Trong khi đó thì lời của Chúa ghi lại cho chúng ta, Chúa có những công việc, có sự kêu gọi, có sự ban cho các ân tứ, khả năng siêu nhiên, Chúa ngài muốn làm việc. Nhưng mà chúng ta thì lại không muốn gần gũi để Chúa ngài hướng dẫn chúng ta. Có một cái ví dụ để chúng ta thấy tại đây, một sinh viên đại học bận rộn, không có thời gian để gọi điện thoại cho cha của cô ấy. Cha của cô vì nhớ thương cô cho nên mời cô đến nghỉ một tuần với ông tại nơi nghỉ dưỡng ở trên núi của gia đình. Và khi đến nơi thì ông Đức rất vui được gặp lại cô. Nhưng mà cô vẫn ở trong phòng của mình suốt 4 ngày đó. Sau 4 ngày, cô bước ra và nói rằng, bố ơi, xin xem con đã làm gì cho bố đây. Cô tặng cho ông một đôi tất mà cô đã dành thời gian để đan nó. Người cha trả lời, con yêu dấu. Bố có thể mua đồ tất ở bất cứ lúc nào, chỗ nào, thì bố có tiền để làm công việc đó. Nhưng mà điều mà bố thật sự muốn là dành thời gian với con. Nhiều khi hội thánh của Chúa chúng ta như vậy, là chúng ta bận rộn làm việc này việc kia. Trong khi đó thì Chúa ngài chờ chúng ta đến gần ngài, dành thời giờ với ngài. Rồi tất cả mọi công việc của chúng ta nó xuất phát ra từ cái mối liên hệ mật thiết gần gũi của chúng ta với Chúa đó. Thì lúc bây giờ nó mới có giá trị và nó mới là ngọt ngào. Bằng không thì chúng ta lờ Chúa đi và chúng ta chỉ bận rộn làm những công việc gọi là làm việc cho Chúa. Đến mức độ mà chúng ta thấy trong khải quyền Chúa ngài phải gõ cửa để xin hội thánh của Chúa mở cửa cho Chúa vào. Chúng ta thấy người ta bận rộn hầu vì Chúa đến độ họ đẩy chuốc ra ngoài đường luôn. Và Đức Chúa Trời phải gõ cửa hội thánh của Chúa và Chúa nói rằng, này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào với người đó, ăn bữa tối với người và người với ta. Chúa gõ mà Chúa ngài còn biết một cái điều rõ ràng nữa là không phải tất cả sẽ mở cửa cho Chúa. Trong cả hội thánh đó thì Chúa ngài biết rằng chỉ có những người nghe tiếng gõ của Chúa mà thôi. Và khi tôi khám phá ra cái lẽ thật này và khi tôi giảng dạy ở trên thành phố này, trong các hội thánh người Mỹ nữa, thì ban đầu họ nói rằng, hồi trước đến giờ, chúng tôi dùng câu kinh thánh đó để kêu gọi người ta tin Chúa. Chúng ta biết các mục sư giảng xong, và nhiều chứng đạo thư cũng đã viết như vậy. Để cái hình Chúa đứng gõ cửa, Chúa gõ cửa lòng của những người lạc mất để họ sống tin Chúa, mở lòng ra để tin nhận Chúa. Nhưng mà thật sự chúng ta học cái bối cảnh thì chúng ta thấy không phải Chúa gõ cửa lòng của người ngoài đâu, mà Chúa đang gõ cửa hội thánh của ngài. Hội thánh mà sinh hoạt như thế nào đó, mà đẩy Chúa ra ngoài hội thánh luôn mà họ cũng không màng để biết đến. Đến độ Chúa ngài phải gõ cửa, dường như là Chúa ngài nài nỉ đó. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho. Thì nhiều nơi người ta đã khóc lóc ăn năn bởi vì chúng ta sinh hoạt và tổ chức giỏi đến độ chúng ta tổ chức đẩy Chúa ra ngoài luôn sinh hoạt của hội thánh mà mình cũng không biết. Điều đó có thể xảy ra không chị em? Có. Đó là lý do mà người ta ăn năn đó. Và tôi nhớ những ngày đó, các đệ tử của Chúa khóc và nói rằng chúng ta đã thất bại nhiều mặt. Và ngày Chúa Nhật vì chiều chuộng tín đồ, mình phải ráng để mà sắp đặt sao cho buổi nhóm của mình trong vòng tiếng đồng hồ. Ngày thứ hai mà các mục sư có dịp gặp nhau ở trong những cái buổi gọi là sinh hoạt của association, thì người ta khoe với nhau, hôm qua hội thánh của tôi trong một giờ đồng hồ tôi làm hết tất cả những cái chi tiết, những cái phần ở trong buổi thờ phượng.
Và chúng tôi giải tán người ta ra khỏi nhà thờ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Họ vỗ tay, mọi người, chúc mừng. Bạn đã có một cái buổi nhóm thật là chặt chẽ, một buổi nhóm thật là khúc tiết. Nhưng không ai hỏi gì chứ, mà Chúa có xuất hiện không? Mình thờ phượng Chúa mà Chúa có ở trong buổi thờ phượng. Cho nên cuối cùng thì chúng ta thấy rằng mục tiêu của họ đến nhà thờ là làm sao để mọi chi tiết từ cầu nguyện khai lễ cho đến cầu nguyện kết thúc cho mọi người ra về trong vòng tiếng đồng hồ là mục tiêu của họ, chứ không phải là đi để thờ phượng Chúa. Nhưng mà chúng ta không chấp nhận điều đó. Amen anh chị em. Các loại cầu nguyện được sức dầu khác nhau. Chúng ta cần xác định chính mình. Thứ nhất là cầu thai theo danh sách. Có những người mà chúng ta giao cho họ các điểm cầu nguyện, họ có thể cầu nguyện ngày này sang ngày khác vì họ được sự sức dầu để cầu nguyện theo danh sách như vậy. Nhưng mà có người khác thì không được. Có những người cầu nguyện tổng quát, những người này chỉ thích cầu nguyện không bị giới hạn nhưng mà đa dạng trong cách họ cầu nguyện. Họ thích cầu nguyện theo nhiều cách khác nhau, không chuyên biệt và không bị hạn chế trong cách họ cầu nguyện. Đối với người này, chúng ta thấy như con gà đó, mà nó thấy con trùng, con dế, côn trùng, nó liền nhảy đến nó mổ liền. Cầu nguyện bất cứ điều gì và cho tất cả mọi thứ. Nhưng mà có một cái điểm cần lưu ý tại đây là nếu bạn đang ở trong một nhóm cầu nguyện mà người lãnh đạo của nhóm không giống như vậy, bạn có thể cảm thấy phong cách cầu nguyện của mình là sai. Không có sai, nhưng mà đó là cái cách mình cầu nguyện. Mình thấy vấn đề là mình tấn công liền. Những cách khác không có sai vì sự sức dầu của Chúa cho những việc khác. Đừng xem thường những người cầu nguyện theo danh sách. Cầu nguyện tối ngày máy móc quá. Điều thứ nhất, điều thứ hai, không anh chị em, mỗi người có một cách khác nhau. Thứ ba là người cầu thay cho các cá nhân. Một số người đã được kêu gọi để cầu nguyện thường xuyên cho một cá nhân cụ thể. Những người cầu nguyện một ngày nên cầu nguyện để Chúa cho có sự khôn ngoan để mình biết những gì mình được chia sẻ. Và khi mà mình bước vào trong cái chức vụ cầu thay cho những cá nhân, hay là mình được sự kêu gọi để cầu nguyện cho mục sư, có thể Chúa mặc khải cho những điều để chúng ta cầu nguyện để ngăn chặn nó không xảy ra, hoặc là phá hủy cái kế hoạch của ma quỷ. Mà nếu chúng ta không khéo, chúng ta đem cái chuyện chưa xảy ra mà chúng ta đi nói cho nhiều người, thì nó thành ra chuyện xảy ra trong khi nó chưa xảy ra, và nó có thể làm đổ vỡ. Cho nên rất là nhiều mục sư là mấy ông nghe nói đến những người xin mục sư cho biết nhu cầu để chúng tôi cầu nguyện cho mục sư, cầu thay mục sư, họ nói cảm ơn. Và nhiều mục sư sợ những người cầu thay mà ấu trĩ á, thì nhờ cái cầu nguyện cho một nhu cầu thì họ chưa cầu nguyện được bao nhiêu nhưng mà đi loan báo cái nhu cầu đó cho nhiều người rất là nhiều. Thế nên chúng ta, nếu chúng ta có cái sự sức dầu để cầu nguyện cho cầu thay cho cá nhân á, chúng ta xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta xin phép. Nếu người ta nói rằng dạ, cái nhu cầu này có thể được chia sẻ cho nhiều người để biết và cầu nguyện cho tôi, thì đó là ok để chúng ta chia sẻ cho người khác. Còn nếu không, là cầu nguyện xong rồi để lại dưới chân Chúa, cũng đừng mang về nhà nói với vợ với chồng của mình. Vì có những vấn đề Chúa Ngài cho chúng ta biết, nó có tính cách rất là đặc biệt, rất là riêng tư. Chúng ta cầu nguyện xong, chúng ta giao cho Chúa. Cũng giống như chức vụ chúng tôi khi có những cái cuộc tư vấn, thì có những việc mà người ta nói rằng xin mục sư giữ cho yên lặng, bí mật, thì chúng tôi nói rằng tôi sẽ giữ trừ trường hợp bạn có ý định để tự tử hay là làm cái gì đó ảnh hưởng và nguy hiểm đến sinh mạng của những người khác. Còn nếu không liên hệ đến sinh mạng của chính bạn và người khác thì chúng tôi sẽ giữ bí mật cho việc này. Có điều khác cũng đáng tiếc xảy ra, và những người căn dặn xin mục sư cái chuyện này chỉ có mục sư biết thôi nha. Rồi xong họ đi ra họ nói cho một chục người khác, chuyện này cũng có anh, có chị biết thôi nha. Rồi cuối cùng ra cả hội thánh biết, cả thành phố biết. Rồi mọi người nhìn nữa lần, chắc tại ông mục sư không nói cho mọi người. Đương sự căn dặn đây là chuyện chỉ có một mình anh, mình chị biết, nhưng mà đi nói với một chục người. Thì chúng ta thấy rằng là đó cũng là một cái nan đề. Mà chúng ta là những người được sự sức dầu cầu thay cho các cá nhân, chúng ta biết và chúng ta đề cao cảnh giác. Tiếp tục cầu thay cho những người gặp khủng. Mà chúng ta có một cái cảm động khi chúng ta nghe có một người họ gặp khó khăn về tài chính, họ gặp khó khăn của hôn nhân, họ gặp khó khăn về sức khỏe. Thì chúng ta đứng vào trong vị trí và chúng ta cầu nguyện cho họ cho đến chừng cơn khủng hoảng đó qua. Nhiều lần nó có thể là một cái tình huống sinh tử đó.
Nhưng mà cảm ơn Chúa khi phiền qua rồi thì chúng ta không còn có cái gánh nặng để cầu nguyện cho họ giống như lúc đó nữa. Đó cũng là điều bình thường. Khi chúng ta cảm nhận được như chúng tôi đã từng chia sẻ với anh chị em, mình đang đứng rửa chén, mình đang phụ gia đình để mình hút bụi, hay mình đang làm công việc đó, hay là mình đang ở trong cái thì giờ mình đang cầu nguyện trong điều gì đó, thì thinh linh, cái gương mặt, cái tên của cái người đó xuất hiện trong tâm trí của mình. Đó là công tác của Đức Thánh Linh đang đi tìm một người cầu thai cho cái người đó. Họ có thể sắp sửa đối diện với một vấn đề sinh tử. Chúa nghe tìm một người cầu thai, đứng vào trong chỗ sức mẻ cầu nguyện cho họ để Chúa có trọn quyền pháp lý can thiệp vào, bảo vệ. Hay là giữa đêm chúng ta đang nằm ngủ, ngủ ngon, thình lình mình thấy một cái giấc chiêm bao. Thì công việc của mình là bật dậy. Cũng như khi mình thấy một cái hình ảnh của ai đó, tên của ai đó trong tâm trí của mình, đáp ứng lại bằng cách con nhận trọng trách này và chúng ta bước vào trong thời giờ cầu thai. Nếu không biết cái gì, cầu nguyện trong tiếng mới. Đức Thánh Linh lấy tiếng thở than không thể nói ra được mà cầu thai cho chúng ta. Để chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới, chúng ta cầu nguyện cho đến khi cái gánh nặng đó được cất đi. Có thể trong lúc chúng ta cầu thai, nước mắt chúng ta ràn rụa. Đến một lúc nước mắt khô, cái nhu cầu chúng ta thấy cái gánh nặng như được cất đi. Chúng ta nhận biết rằng Chúa đã nhận đủ quyền pháp lý và cái trọng trách cầu thai cho chúng ta, cho người đó, cho hoàn cảnh đó đã đủ. Có thể mình sẽ được Chúa nghe kêu gọi mình cầu nguyện lại cho người đó trong tương lai, nhưng mà như vậy là đủ. Đó là những người cầu thai cho những người gặp khủng hoảng. Nhưng tôi khuyến khích anh chị em, Đức Chúa Trời Ngài rất cần, nhất là trong thời đại này, những người cầu thai cho những người gặp khủng hoảng này. Nếu chị em để ý lại, từ 12 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng, nhìn lại chúng ta nhớ, chúng ta có những giấc mơ. Chúng ta có thể được Chúa nghe đánh thức chúng ta vậy. Có nhiều khi chúng ta nghe giống như là có một người đi vào trong nhà của mình. Có người cho chúng tôi biết rằng thấy Chúa đến, Chúa lay mình, Chúa đánh thức mình vậy. Chúng ta thường ban đêm là từ 12 giờ khuya cho đến 3 giờ sáng. Ngày xưa khi tôi chưa biết điều này, tôi cũng khó chịu lắm. Tôi nói sao Chúa không để cho con ngủ, giờ đó là giờ ngủ ngon. Khi tiếp xúc mà gặp các chức vụ mà có đường dây nóng để người ta có thể gọi điện thoại vào để nhờ cầu nguyện, thì mới báo cho biết. Đó là từ 12 giờ khuya cho đến 3 giờ sáng là cái giờ nóng nhất. Ma quỷ nó giết nhiều người vào trong cái thời gian đó. Nó gieo những cái tư tưởng tự sát. Cái thời giờ mà ở bên ngoài thì tội ác nó cũng thêm nhiều trong cái thời giờ đó. Sau khi uống rượu nhiều, sau khi việc này việc kia trên đường lái xe hoặc là bắn nhau, thì thường là nó ở khoảng thời gian sau 12 giờ khuya cho đến 3 giờ sáng. Cho nên lần tới anh chị em, Chúa Ngài tính cậy và Chúa Ngài lay chúng ta vậy. Bật dậy liền. Và Chúa con nhận trọng trách này và bắt đầu cầu nguyện. Chúa cho phép sau này anh chị em có thể được nghe cái lời làm chứng của ai đó về một sự giải cứu lạ lùng mà Chúa Ngài đã làm cho họ. Chúng ta ráp lại, chúng ta thấy đúng ngay cái buổi tối đó là cái buổi mà chúng ta cầu thai cho họ. Tôi thì có một cái ngồi nổ khác. Có những người mà lâu ngày tôi không nghĩ đến họ. Có thể là tín hữu nhiều năm sinh hoạt trong hội thánh mà họ đã lên tiếng và nói rằng họ không đi nhóm với chúng ta nữa. Rồi một buổi tối, một ngày đang sinh hoạt thinh linh, gương mặt của họ xuất hiện. Chúng tôi cầu thai cho họ, bước vào trong vị trí cầu nguyện cho họ, tìm một cái chỗ yên tĩnh để cầu thai cho họ. Chủ nhật đó họ xuất hiện ở trong hội thánh. Họ cảm ơn Chúa vì chúng tôi đi ngang đây, hay là chúng tôi ở trong những ngày qua gặp nhiều cái sự khó khăn, hôm nay muốn tìm đến để nhờ một sự giúp đỡ. Chị Ngọc Hoa hôm rồi, hôm chủ nhật mà có chia sẻ với chúng ta đó, thì chị nhắn tin cho tôi trên Messenger vào lúc 1 giờ sáng. Chúa thúc đẩy tôi mở điện thoại lên. Tôi mở lên và thấy cái bản nhắn tin và đặt câu hỏi của chị là chúng ta còn nhóm buổi tối thứ tư tại King Solomon hay là không.
Tôi trả lời là từ lúc COVID cho đến bây giờ chúng ta không có sinh hoạt ở đó nữa. Cho nên khi chị có nhu cầu xin đến với Hội Thánh chính để chúng ta có thể gặp mà tôi có thể giúp đỡ cho chị. Thì nó ồ cảm ơn Chúa. Xin mời sư cho biết địa chỉ. Thì chúng tôi cho địa chỉ. Những cái trao đổi như vậy xong thì chúng tôi bắt đầu đi vào trong sự cầu nguyện cho chị vì biết rằng chắc chắn là chị có nhu cầu. Cho nên mới desperate như vậy. Mà cảm ơn Chúa. Khi chị tới nơi chia sẻ với chúng tôi có 5-6 vấn đề và một trong những vấn đề là ba cái van tim bị hở đó. Mà tại Việt Nam người ta nói rằng phải trải qua một cuộc giải phẫu lớn. Mà chị đinh ninh lần kỳ này đến đây nước Mỹ này là để trị bệnh, để được giải phẫu. Thì cảm ơn Chúa, Chúa can thiệp vào. Là bởi sự cầu nguyện cầu thai của chúng ta, ba van tim đó được trở lại hoạt động một cách bình thường, tim ổn định, không có gì trở ngại. Những người cầu thai cho những người gặp khủng hoảng. Thứ năm, những người cầu nguyện cho đất nước của mình, cho các quốc gia, thành phố của mình, các hải đảo, những sắc dân. Thì Chúa ngày sức giàu một cái đặc biệt để chúng ta nghe đến cái đề tài này là chúng ta thấy tim của chúng ta nó bắt đầu nó nhảy trong cái sự thích thú đó. Đó là cái sự sức giàu của Chúa để anh chị em cầu nguyện. Cầu nguyện cho quê hương, cho đất nước của mình. Cảm ơn Chúa. Thứ sáu, những người cầu nguyện cho các lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo chính trị. Các vấn đề như phá thai vân vân. Hay là sinh dục đồng giới ở trong những ngày qua. Nó có liên hệ những người lãnh đạo về chính trị. Chúng ta cũng có một cái trách nhiệm. Bởi vì lời của Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho những nhà cầm quyền. Thì chúng ta cũng nhớ và cầu nguyện cho họ. Bởi vì chính những cái quyết định của họ, những cái luật mà họ ban hành, nó có thể ảnh hưởng đến cả đất nước. Hoặc là bị ở dưới sự rủa sả, bị tội ác, hoặc là có thể được Chúa nghe ban phước vì những quyết định đúng. Cho nên chúng ta nhận biết có cái sự sức giàu đó và chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa. Thứ sáu, những người cầu nguyện, xin lỗi, thứ bảy, những người cầu thai không cầu nguyện cho bất cứ điều gì liên quan đến chính trị, nhưng cho hội thánh hoặc một vụ nơi họ đang sinh hoạt. Mọi người, đó không phải là sự kêu gọi của tôi để cầu nguyện cho nhà cầm quyền, những người lãnh đạo, nhưng mà cho hội thánh. Đó là điều Chúa nhận đặt để ở trong lòng. Cho hội thánh và cầu nguyện cách chi tiết cho các mục vụ, cho các sinh hoạt ở trong hội thánh nơi mình đang sinh hoạt. Thứ tám, những người cầu thai cầu nguyện cho gia đình của họ. Chúa nhận đặt để và chúng ta có một cái gánh nặng rất là lớn. Thì tôi chia sẻ với anh chị em, tôi ngày đêm thường xuyên cầu nguyện cho những người hộ huynh. Vì Đức Chúa Trời nhận đặt để trong tôi một cái gánh nặng rất lớn cho dòng họ của tôi. Và cảm ơn Chúa. Khi tôi làm và chia sẻ, ngày hôm nay có rất là nhiều người nhận diện. Họ là hộ huynh. Cảm ơn Chúa, có những người họ tin Chúa trong những năm gần đây. Và bây giờ có những người đứng vào trong chức vụ hầu việc Chúa, là hộ huynh, đến và cảm ơn tôi. Anh chị em, có thể Chúa đặt để ở trong chúng ta một cái gánh nặng để cầu nguyện cho dòng họ của mình. Cầu nguyện cho những người cùng một họ với mình. Sự sức giàu đặc biệt Chúa nghe cho. Thứ chín, cầu thai với chức vụ thương xót. Có những người cầu nguyện cho những người cần được chữa lành, cho những người bị tổn thương về cảm xúc cũng như thể chất. Những người chuyển cầu thai này có thể đọc tin tức trên báo chí, họ liền có thể kêu cầu cho những người đang bị tổn thương, đang bị mất mát. Có nhiều người xem trận cháy ở tại Maui xong rồi nói ồ tiếc quá, cái chỗ nó đẹp quá mà giờ cháy rụi hết. Nhưng có những người họ quỳ gối xuống và họ khóc cho cái cộng đồng ở Halaina, tại Maui. Họ khóc cho hơn 90 người đã mất mạng, tài sản bị mất vân vân, họ khóc. Thì bởi vì người đó được sự sức giàu để cầu nguyện cho những việc như vậy. Bởi vì Chúa nghe sức giàu cho cái chức vụ cầu thai của lòng thương xót. Để đáp ứng những nhu cầu đó, là trong ơn của Chúa. Những người này có thể lái xe ở trên đường phố, ở dưới những cái gầm cầu, thấy của những người không nhà cửa, đang ở những cái chỗ đó, thì chúng ta thấy rằng họ cầu thai, rồi họ đi xin mền, xin quần áo cho những người này trong những ngày thiếu thốn, những ngày lạnh rét. Thứ 10, cầu thai về tài chính. Đây những người họ cầu nguyện để khai phóng tài chính, để phúc âm đến với thế giới và cho các dự án đặc biệt. Thì đừng nghĩ rằng họ tối ngày kỹ nghĩ tiền bạc. Rồi Chúa nghe sức giàu đặc biệt, cầu nguyện. Và thường Chúa người cũng cho những người như vậy có một cái ơn để có thể tạo nên tài chánh. Bởi vì cái gì mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta nặng lòng với đó,
thì thường Đức Chúa Trời Ngài cũng sẽ sức dầu cho chúng ta để chúng ta có thể đáp ứng được nhu cầu đó. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta nhận biết. Thứ 11, những người cầu thai cho những người hư mất. Mục tiêu tối hậu là nhằm mục đích để truyền giáo. Một cái ví dụ để chúng ta thấy Jackie Pollinger sống tại Hồng Kông. Có một cái mục vụ giữa những người nghiện ma túy và cô ấy khóc và khóc cho những linh hồn của họ. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta có dịp gặp cô ở tại Indonesia, đi trong cùng một cái chuyến xe bus mà người ta đưa đi từ chỗ khu nghỉ khách sạn đi đến địa điểm nhóm lại của cái tháp cầu nguyện ở tại Central City, thì cô cũng chia sẻ cái gánh nặng của mình khi nghe nói đến Việt Nam của chúng ta bắt đầu lúc bây giờ cũng có một số những cái trung tâm cai nghiện. Thì cảm ơn Chúa, cô cũng là người khuyến khích tôi là phải kết nối cho bằng được với người Do Thái. Vì chức vụ của cô thấy rằng từ khi cô kết nối với người Do Thái và cầu nguyện cho những người Do Thái, thì Chúa đã ban phước trên đời sống của cô rất nhiều, chức vụ của cô rất nhiều. Chúng ta thấy có những cái người được Chúa Ngài đặt để những cái trách nhiệm như vậy. Chúng ta cũng thấy có một số người đam mê cầu nguyện cho thế giới của người Hồi giáo. Chúng ta biết có những cái tài liệu để cầu nguyện cho thế giới của những người Hồi giáo. Họ biết cái sinh hoạt, niềm tin, tất cả những công tác liên quan đến người Hồi giáo, và họ có thể cầu nguyện ngày này đến ngày khác cho những người này. Một số thì cầu nguyện cho Israel. Chúng ta biết rằng là họ cầu nguyện cho cái điều gì khác, thì trước sau chúng ta nghe họ cũng quay trở lại với Israel. Bởi vì nó nằm trong tấm lòng của họ. Giống như chúng ta nói chuyện với một người mà họ đam mê về công việc gì đó, nói tới nói lui sàng qua sàng lại một chút thì cũng trở lại cái đề tài đó. Bởi vì nó nằm trong tấm lòng của họ. Thứ 12, cầu nguyện chiến trận. Đây nó hơi dài một chút, chúng ta nhớ. Và đây cũng là một cái thể loại cầu nguyện rất là quan trọng. Họ luôn chiến đấu với kẻ thù trong lời cầu nguyện. Những người cầu thai này có một số chuẩn bị ra trận một cách chiến thắng ở trong sự cầu nguyện. Tướng Douglas MacArthur, ông đưa ra một số những cái chìa khóa để thắng trong Thế chiến thứ hai mà chúng ta cũng có thể rút tỉa được để chúng ta áp dụng cho chức vụ cầu thai chiến trận thuộc linh của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta phải có ý chí quyết thắng, không chấp nhận thắng nhỏ nhỏ hay là thắng trận này thua trận khác, nhưng mà một cái ý chí quyết thắng. Thứ hai là có một sự hiểu biết về kẻ thù. Càng biết rõ kẻ thù chừng nào thì chúng ta càng chiến thắng lớn chừng đó. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng là như vậy. Thứ ba là có đủ nguồn cung cấp. Nguồn cung cấp của chúng ta là gì? Chúng ta cần phải nghiên cứu và yếu tố của thời gian, chúng ta có bao lâu thời gian. Một số người đang tham chiến trong chiến trận thuộc linh là không bao giờ dành giờ dưới chân của Chúa Giê-xu. Họ chỉ đánh trận theo những cái lối suy nghĩ của mình. Nhưng mà nhớ rằng chúng ta thì ngược lại. Chúng ta phải bám lấy Chúa và có một mối quan hệ mật thiết với Chúa Giê-xu để chúng ta có thể tham chiến và đầy kết quả. Vì Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta, Ngài nói rằng Ngài không làm bất cứ điều gì nếu Ngài không thấy Chúa Cha làm. Ngài cũng không nói bất cứ điều gì nếu Ngài không nghe Chúa Cha nói. Đây là một cái gương rất đặc biệt. Và trong cuộc chiến giữa chúng ta với thế giới tối tăm, đây là một cuộc chiến rất là cam go và nguy hiểm. Thì cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta bám chặt lấy Chúa để nhờ sự hướng dẫn của Ngài. Và khi Chúa Ngài sai phái chúng ta thì tất cả sẽ an toàn. Cho nên hãy nhớ điều này, đừng tìm cách kéo sập các đồng lý nếu bạn không biết mình đang làm gì. Thì tôi chia sẻ với anh chị em, có một mục sư, ông mời một số người trong chúng tôi, lúc bây giờ thành phố Houston này đã nhận dạng là các người mục sư gác cổng của thành phố này, the gatekeeper of the city, để mời chúng tôi. Ông mướn một chiếc máy bay trực thăng, mời tất cả chúng tôi lên chiếc máy bay đó và từ ở trên bầu trời của Houston cầu nguyện xuống. Cảm ơn Chúa, chúng tôi thực hiện công tác đó xong. Mấy năm sau, không nghe tiếng tăm gì của ông nữa. Rồi hôm khi cơ sở cũ của chúng ta lập lại mái nhà mới, tôi đang ở trên nóc nhà, coi thợ người ta làm việc. Thì ông đứng ở dưới, ông nhìn lên, ông nói, một sư Khánh, ông người Spanish. Nói, lâu rồi mới gặp được anh. Trong những qua đời sống như thế nào? Anh nói tăng ác. Sau cái chuyến đó từ máy bay trực thăng bước xuống, những người tín đồ ban lãnh đạo trong hội thánh của tôi nó lật đổ, nó đuổi tôi ra khỏi nhà thờ.
Mình đánh với quỷ ở nhà có những người chưa được giải quyết, có quỷ trong họ. Nó trả thù qua những người đó là phải rồi. Vợ của tôi cũng bỏ tôi. Cuối cùng bây giờ tôi đi làm người đi đóng mái nhà rồi roof. Nó đặt câu hỏi là còn anh thì sao? Tôi nói cảm ơn Chúa. Vẫn còn ở trong chức vụ có. Những sự trả đũa của ma quỷ đó. Mà cảm ơn Chúa vì chúng tôi có những con người cầu thai. Và chúng tôi vẫn đứng vững được cho đến ngày hôm nay. Lúc bây giờ thì tôi có hai con người cầu thai rất đặc biệt. Và Chúa cho hai cụ mỗi buổi sáng, mỗi người dành một tiếng đồng hồ để cầu nguyện cho tôi. Khen Chúa. Tôi chia sẻ điều đó để chúng ta nhớ. Tùy theo cái mặt trận mà chúng ta đối diện. Đừng tìm cách để kéo sập các đồn lũy nếu chúng ta không biết mình đang làm gì. Trong cái chiến trận mà chúng ta tạm gọi là lính đánh bộ đó, những người cơ đốc nhân, những tín nhân, chúng ta đều có thể trị quỷ, đuổi quỷ ra khỏi những cá nhân. Nhưng khi chúng ta đụng vào trong những công việc lớn hơn, thì phải có sự sai phái của Chúa, phải có sự kêu gọi, có sự sức giàu là đi riêng ra cho công tác đó, thì chúng ta hãy tham dự. Bằng không thì chúng ta phải làm việc ở dưới một vị mục sư, một người lãnh đạo có được cái chức vụ đặc biệt đó. Bởi vì nó liên quan đến những vấn đề mà chúng ta biết rằng có linh chủ quyền của vùng đó. Nếu mức độ thẩm quyền thuộc linh của chúng ta không ngang hàng với họ, thì nguy hiểm cho chúng ta vô cùng. Nhưng chúng ta thấy có những người thiếu sự hiểu biết, cứ đòi đánh với Satan. Tại vì Satan nó không phải là tồn tại như Chúa của chúng ta. Nó ở những nơi chỗ đặc biệt. Có những cái ngai của nó ở những cái chỗ mà nhiều người đã cho nó cái vị trí đó. Đa phần là chúng ta đánh với các linh chủ quyền, các thần dữ, các nơi trên trời. Mà cả đốc nhân bị thiếu sự dạy dỗ, nhưng chúng ta cứ kêu Satan đòi đánh với nó. Ở mức độ thẩm quyền của mình thì chưa đủ, thì chúng ta sẽ gặp trở ngại lớn. Trừ trường hợp chúng ta được một sự sức giàu và sự kêu gọi đặc biệt của Chúa cho công tác đó. Nên chúng ta hiểu vấn đề. Tôi không hù dọa anh chị em, nhưng mà tôi muốn bảo vệ anh chị em để chúng ta không bị nó đánh u đầu sức tráng. Một trong nguyên tắc rất là quan trọng mà chúng ta cần nhớ. Chúa sau khi Ngài giải thích công việc của Ngài cho tuyển dân của Ngài, thì Ngài có hai điều mà Ngài nói với những người xung quanh. Đừng đụng đến người sức giàu và đừng giết các tiên tri của ta. Cái người được sự sức giàu không phải là vì họ có gì đặc biệt, nhưng mà họ được sự sức giàu cho một cái chương trình, một công tác đặc biệt nào đó của Chúa. Mà đụng đến họ làm cho họ không thể nào thực hiện được công việc mà Chúa Ngài đã gọi, đã chọn để họ thực hiện công việc lớn của Chúa đó. Là chúng ta đụng đến chính Chúa chứ không phải là người của Chúa. Chúng ta nhớ như vậy. Và đối với dân Israel, đây là cái điều tù chung về họ. Như Chúa Ngài đã nói với tổ phụ của họ là Abraham rồi. Ai rủa sả các ngươi sẽ bị ta rủa sả. Nên xem thấy, bởi vì họ được Chúa Ngài tuyển chọn họ để làm chuyển nhân của Chúa. Chúa nói rằng không phải vì họ đông dân mạnh hơn các dân khác, nhưng bởi vì Chúa yêu họ và Chúa Ngài chọn họ bởi vì họ là hậu tự của một người công tâm lòng tin cậy Chúa hoàn toàn, là Abraham, tổ của đức tin. Thì cũng vậy, chúng ta để ý đến điều đó. Chúng ta phải có sự sức giàu, chúng ta phải có sự kêu gọi của Chúa cho những công tác mà Chúa Ngài giao cho, thì công việc của chúng ta mới an toàn và có kết quả. Đừng bước qua khỏi cái, ra khỏi cái địa phận mà Chúa Ngài giao cho chúng ta. Các năm đầu khi chúng tôi đi xa hầu việc Chúa, thì chúng tôi thấy có một cái việc, đó là nó rất là vô lý nhưng mà nó luôn xảy ra. Đang ở xa gọi điện thoại về hỏi nhà tôi, các con sao? Mới bị bể đầu. Khánh An sinh hoạt với chị Hiếu Rose, ẩm bồng như thế nào rớt xuống, đập cái chân mày vào ở trong cái cạnh ghế, tét ra một cái đường, chảy máu không cầm lại được. Một chuyện khác, gọi điện thoại về hỏi con sao, Sammy vừa mới bảy mí mắt nữa. Kỳ này thì một sự đạt ẩm Sammy lúc còn nhỏ, twist nó để cho nó giống như là nó nhảy cuộn vòng trong tay một sự đạt, rớt xuống cũng trúng một cái stool bảy trắng. Sinh hoạt của Hội Thánh của Chúa thì chúng ta gặp trở ngại, chúng tôi đi xa, ông nước bể, chuyện này, chuyện kia, đúng một thứ nó xảy ra. Tôi đặt một cái câu hỏi với Chúa là tại sao? Thì Chúa nghe nói rằng nó trả đũa thôi không?
vì con thiếu sự bảo vệ. Từ đó thì chúng tôi luôn luôn là đi đâu thì chúng tôi phải tìm được Hội Thánh của Chúa bằng lòng yểm trợ chúng tôi cho chuyến đi đó bằng sự cầu nguyện, tôi mới trả lời. Khi người ta mời thì tôi thường nói cho chúng tôi thì giờ cầu nguyện. Không phải mình câu giờ để mình coi thời khóa biểu của mình nó có trống hay không để mình trả lời, nhưng mà trình bày với Hội Thánh, với ban cầu nguyện. Và khi ban cầu nguyện amen và nói rằng cảm nhận Chúa ngày cho bình an trong cuộc đời, và chúng tôi, mục sư cứ đi, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho mục sư, thì các chuyến đi đó bắt đầu an toàn. Chúa dạy chúng tôi trước khi đi xa trao quyền pháp lý cai quản Hội Thánh của Chúa cho những người ở nhà, chuyển tải thẩm quyền thuộc linh. Và cảm ơn Chúa, từ đó việc nó được ổn định. Linh giới anh chị em nó cũng phức tạp lắm, mà ma quỷ thì chúng ta biết rằng nếu bên phía bên các thiên sứ của Chúa, có Chúa là tướng ngàn quân của Đức Chúa Trời, Ngài là lãnh đạo, có các thiên sứ trưởng, nhiều loại thiên sứ khác nhau, thì chúng ta biết là thế giới tối tăm nó cũng có Satan, nó cũng có vua cầm quyền trốn không trung, các thần dữ ở các nơi trên trời, nó có những thứ trật của nó. Là công việc của chúng ta trong chiến trận thuộc linh, chúng ta phải biết cái vị trí của mình và chúng ta có thể kết quả trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Có những chiến sĩ cầu thai chuyên nghiên cứu, đây là số người mà chúng ta thấy rằng trong Hội Thánh của Chúa, đặc biệt là trong cái ngành truyền giáo quốc tế của Baptist Nam Phương của chúng ta, thì đứng đầu trong lĩnh vực này. Những cái research, những cái statistic đã được thu lượm một cách rất là đặc biệt. Và cảm ơn Chúa, công việc của Chúa chung bừng lên trong phước hạnh của Chúa khi Ngài, cái ngày mà chủ tịch của Baptist Nam Phương của chúng ta đã đứng lên và nói rằng chúng tôi sẽ chia sẻ những cái tin tức khôn ngoan này, intelligent information này cho tất cả các hệ phái để Hội Thánh chung có thể mở mang nước Chúa ở trên thế giới này. Và cảm ơn Chúa, tất cả những cái nghiên cứu đó được chia sẻ ra và có kết quả. Anh chị em, chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài cũng sẽ dấy lên và sức dầu cho để có những người cầu thai chuyên về nghiên cứu. Nghiên cứu để biết, thí dụ, Việt Nam của chúng ta, nhất là miền Bắc, đã được đạo của Chúa mở mang một cách rất là tốt đẹp. Vì cá nhân tôi biết có hai con gái của Chúa người Mỹ. Họ đã đến miền Bắc, đi hết tất cả những cái địa điểm của chùa, chiền, miếu, am. Họ ghi trên bản đồ linh giới của miền Bắc. Và chúng tôi được cái vinh dự để có một cuốn sổ tay mà họ chia sẻ. Nó biết có những địa điểm, những cái chùa, những cái am, những cái miếu, những di tích lịch sử, những cái chỗ của long mạch, những cái chỗ cuốn rống của rồng, nó nằm ở đâu, và công việc như thế nào. Và hai người này đã chung chân đồng lý và họ đã đi lại ở những địa điểm này trong sự sức dầu của Chúa để bẻ gãy công việc của ma quỷ ở những địa điểm đó. Cho nên chúng ta thấy rằng không phải là ngẫu nhiên mà công việc ở miền Bắc phát triển một cách lớn như vậy. Để chúng ta có thêm những người chiến sĩ cầu nguyện chuyên về nghiên cứu để biết những cái chỗ ở tại miền Nam của chúng ta nữa. Thì ở tại thành phố Sài Gòn thôi, chúng ta biết rằng cũng có nhiều cái địa điểm, nhiều cái chỗ đồng lý của ma quỷ. Mà cũng có những cái tổ chức họ đã nghiên cứu, và con gái của Chúa, những chiến sĩ cầu nguyện được sự sức dầu trong lĩnh vực này, họ đã ngày đêm cầu nguyện. Có những chức vụ cầu thai có tính cách quốc tế đã được Chúa Ngài cho sự mặc khải của họ đi lấy 2 gallon nước từ sông Giô-đanh đem về ở những triền núi nơi cao của nước Việt Nam của chúng ta, và có những chỗ Chúa bảo là phải đổ nước xuống đó để bắt tem để chuộc về ở trong ơn của Chúa. Thí dụ thành phố Houston của chúng ta có 6.400 ô vuông, mà hồi xưa chúng ta có cái key map đó, mỗi một cái key map như vậy thì có những cái ô mà nửa dặm vuông đó. Anh chị biết là có một thời gian Hội Thánh của Chúa tại thành phố Houston này, chúng ta đã bỏ 6.400 câu kinh thánh ở trong những cái cọc bằng sắt. Thì chúng ta đi vào ở trong tất cả nửa cái ô vuông đó của các key map đó, mà đóng lời của Chúa vào trong đất để công bố lời của Chúa, đem lại ảnh hưởng, lời hàng sống của Chúa bày tỏ ra trên vùng đất này để chúng ta lấy lại cái vùng đất, cái phong trào cầu nguyện được gọi là Occupy the Land. Và ngợi khen Chúa, công việc bừng lên ở trong ơn của Ngài. Tôi chia sẻ điều này để kích lại anh chị em là chúng ta xây dựng chức vụ và cầu nguyện chúng ta kết nối trên những người khác, những người đi trước mà Chúa Ngài đã soi sáng, kế tiếp đến phần của chúng ta hay làm ở trong ơn của Chúa.
Đôi khi Chúa ngài gọi chúng ta để thực hiện những hành động tiên tri như vậy đó. Thì Chúa cho chúng ta thấy điều này ở trong lời cầu nguyện. Như trong Ê-xê-chiên 37, Chúa bảo tiên tri của Chúa khi Chúa ngài dắt vào trong trũng hài cốt khô và Chúa dạy cách cầu nguyện. Hãy truyền lệnh, hãy tiên tri với gió của bốn góc trời, hãy nói với hơi thở của Đức Chúa Trời những hành động của tính cách tiên tri. Nếu chúng ta học về các vua thứ nhì chương 2 câu số 20, khi dân chúng đến và nói với tiên tri Elise, đây là một cái vùng đất mà cái địa thế của nó rất là tốt, nhưng mà nước ở tại đây thì nó độc và không sanh ra được, cây cối không sanh ra được trái tốt. Để hành động của kinh tách tiên tri của Chúa bảo hãy đem một cái chén trong đó có muối lên. Ông đi đến ở trên đỉnh của dòng sông đó, ông đổ muối xuống và công bố dòng sông này được chữa lành. Những cái hành động có tính cách tiên tri, chén đựng muối. Tiên tri Jeremy thì Chúa bảo ông đi mua một cái dây thắt lưng, cột nó, rồi xong đi vào dòng sông Euphrates và tại đó kiếm một cái chỗ tháo dây thắt lưng ra chôn ở trong đó. Rồi thời gian sau Chúa bảo đi đến khai quật nó lên đem nó ra. Ông đem nó ra thấy nó mục hết rồi không xài được. Và lời tiên tri của Chúa dạy cho ông đó là đây là hình ảnh của dân Israel. Bây giờ họ mục nát rồi không còn có thể xài được giống như cái sợi dây đai này. Và nhiều hình ảnh tiên tri khác nữa. Tiên tri Esai thì Chúa bảo làm hành động của tiên tri đi chân đất cởi trần. Để nói đến cái sự trần trụi của dân sự của Chúa. Thì có những cái thể loại cầu nguyện của tính cách tiên tri mà Chúa ngài hướng dẫn cho chúng ta trong cái công việc đó, ở trong cái công tác đó. Thế ra chúng ta cần phải để ý đến. Và những cái không nhất thiết là mỗi lần đều phải làm giống nhau. Có một lần một đoàn cầu nguyện cho Việt Nam của chúng ta đã đi đến những cái vùng đất mà Chúa ngài hướng dẫn cho. Lấy một cái bánh, một cái chén nước nho như là tiệc thánh đó và chôn ở trong những cái vùng đất đó. Chúa dạy như vậy, cứ làm. Để nó, nếu mà tiên tri của Chúa bảo là phải cởi trần và đi chân đất để làm một cái sứ điệp, hay là Jeremy được Chúa ngài bảo ông là phải đi và lấy tay che mắt rồi đục một cái lỗ trong vách tường của mình, đi qua chui qua cái vách tường mà cái lỗ mình đục đó, chuyển hành lý từ trong ra để báo có tính cách tiên tri vô dân sự của Chúa là họ sẽ bị bắt vào ban đêm và họ sẽ bị lưu đày và tất cả tài sản những của quý của Jerusalem sẽ bị nước Babylon lấy và dân sự của Chúa sẽ trở nên những người bị lưu đày. Có những hành động có tính cách tiên tri là Chúa ngài hướng dẫn. Thì chúng ta cầu nguyện Chúa ngài cho để chúng ta cũng sẽ tiến bộ trong sự sức giàu, trong sự dẫn dắt của Chúa để chúng ta có thể kết quả trong ơn của ngài. Thứ 13, cầu thai trong sự thờ phượng. Họ thường là thờ phượng từ triển vọng của chiến thắng. Một cái ví dụ, chúng ta còn nhớ Mariam với những cái tambourine. Họ sau khi vượt biển đỏ đã nhảy múa, những người phụ nữ cùng với Mariam đã nhảy múa ngợi khen Chúa. Những người cầu thai này có thể sử dụng các nhạc cụ nhảy múa, quỳ gối, cúi đầu hoặc bất kỳ hành động thờ phượng nào khác để có thể cầu thai. Và chúng ta có những chỗ của những sự sức giàu của Chúa mà chúng ta đã từng làm, mà chúng tôi cầu nguyện Chúa ngài sẽ dấy lên để nhiều người trong chức vụ cầu thai trong hội thánh của Chúa sẽ được Chúa ngài cho trong mức độ để chúng ta có thể thực hiện trở lại. Trước đây chúng ta có những buổi cầu nguyện thâu đêm. Hội thánh của Chúa chung trên thành phố này đã đến đây để cầu nguyện với chúng ta. Chúng ta bắt đầu từ 6 giờ chiều, chúng ta cầu nguyện cho đến 6 giờ sáng. Rồi thì có một cái thời giờ để cùng nhau ngợi khen thờ phượng Chúa, có tính cách của thành phố. Rồi lúc bây giờ hội thánh chung tin cậy rằng chúng ta là một cái lò lửa, một cái furnace ở tại đây. Và Chúa ngài đã cho lửa cháy và xin Chúa ngài thêm nhiên liệu để cháy cho cả thành phố của chúng ta. Thì có những cái sự thờ phượng có tính cách tiên tri trong sự sức giàu của Chúa với những nhạc cụ, với những thể loại nhảy múa, quỳ gối, đầu cầu nguyện khác nhau. Tóm tắt lại, anh chị em có những sự sức giàu khác nhau, chúng ta có những công tác khác nhau được Chúa ngài sử dụng với những cách khác nhau. Và khi nghe những điều này trong buổi tối hôm nay, nếu anh chị em được cảm động trong điều nào đó thì chúng ta có thể Chúa ngài sức giàu cho chúng ta trong lĩnh vực đó. Bám theo nghiên cứu tập luyện để chúng ta trở nên những người đầy kết quả cho cái lĩnh vực mà Chúa sức giàu cho chúng ta để chúng ta cầu nguyện. Một số ví dụ về các loại cầu thai, như chúng ta thấy người cầu thai theo danh sách Ezra. Ông kể cầu nguyện cho từng gia tộc. Ông là người cầu nguyện theo danh sách. Người cầu thai có cho các cá nhân như Mardochê, chúng ta thấy ông có một sự sức giàu cho công tác này. Cầu thai cho những người gặp khủng hoảng. Như David, chúng ta thấy rằng khi ông chơi
đàn cung đàn thì ác thần lìa sau lơ. Ông được Chúa ngài sử dụng trong những công tác đặc biệt. Người cầu thay chinh phục linh hồn, Phaolô, vì những người Syrian cầu nguyện. Và ông táo bạo xin, nếu có thể được, tên của ông được cất khỏi danh sách của những người được cứu, ông sẵn sàng để đánh đổi để người Syrian được cứu. Như Môi-se, ông cũng đã xin điều đó. Nếu được, xin Chúa nghe cho sự giải cứu của Chúa để cứu dân tộc của ông. Chúa nghe nói rằng, Môi-se cũng bước sang một bên, từ con ta sẽ thay thế dân này, ta sẽ diệt chúng nó, và từ nơi con ta sẽ lập lên một dân cho ta. Môi-se không đồng ý với điều đó và đứng vào trong chức vụ cầu thai. Chúng ta còn nhớ sự cầu thai về tài chính của Giô-sép, khôn ngoan dẫn dắt từ nơi Chúa ngài ban cho để cứu cả thế hệ của mình ra khỏi cái cơn khủng hoảng của nạn đói đó. Cái cầu nguyện chứng trận, chúng ta thấy Giô-sép khi nói để cầu nguyện, và Chúa ngài đã can thiệp vào để giải cứu dân sự của ông, đất nước của ông khỏi một liên minh mà đoàn quân đó vô số kể, đếm không nổi. Cuối cùng khi ông bước vào trong chiến trận của sự ngợi khen thờ phượng Chúa, thì Chúa đã đặt phục binh và quân đội đó đã bị tan tành. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, có tài liệu mà chúng tôi đã in ra khá nhiều, nhưng mà thì giờ chúng ta không có nhiều. Anh chị em về mở những phần kinh thánh ra nghiên cứu lại, và xin nhớ để ý cái chỗ nào, cái sự sức dầu nào mà chúng ta thấy nó hợp với mình nhất, mình cảm thấy được cảm động nhất, thì chúng ta đeo đuổi và bắt đầu để ý tiến vào ở trong những lĩnh vực cầu thai đó. Các điểm cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng ta, chúng ta đã cầu nguyện trong những ngày qua, tôi nhắc nhanh, cải tượng Việt Nam sẽ được cứu. Cảm ơn Chúa, trong những ngày qua chúng tôi nghe cái cụm từ này được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều qua những cái mạng xã hội cũng như những công tác. Chúa ngài đang làm việc này để khắp cả hội thánh của Chúa, để vòng người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại cũng như trong nước. Xin Chúa ngài cho Việt Nam sẽ được cứu. Cầu xin để Chúa gieo cải tượng này trên tất cả các lãnh đạo, mục sư, hội thánh trong nước cũng như hải ngoại. Cầu xin để có sự hiệp nhất giữa hội thánh của Chúa. Bởi vì sự hiệp nhất có một sức mạnh rất lớn. Cầu xin để mạng lưới cầu nguyện của hội thánh của Chúa, Chúa ngài ban cho 595 tường thành của những người lính canh sẽ được thực hiện trong những ngày sắp đến. Tôi đang kết nối với những chức vụ cầu nguyện ở trong nước cũng như ở tại hải ngoại này, và chúng ta sẽ dấy lên nhiều người nữa trong sự chuẩn bị như tôi đang làm, để sẽ có nhiều người. Ước mơ của tôi là ít nhất là 50% những người nghe ở tại đây cũng như ở khắp nơi sẽ nắm bắt được, và họ sẽ chạy với Chúa ở trong sự kêu gọi để được Chúa ngài sử dụng một cách lớn lao trong ơn của ngài, nhất là lĩnh vực của sự cầu nguyện. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh cho khải tượng. Chúng ta cầu nguyện để Chúa ngài ban ơn, ngài mở đường để chúng ta sẽ có tài chánh để thực hiện những công tác mà Chúa ngài ban cho. Xin cũng nhớ và cầu nguyện cho VBC của chúng ta. Nếu khải tượng và lời tiên tri mà Chúa đã dùng Chuck Spear sống được thực hiện, thì Chúa ngài đang làm sứ điệp hôm Chủ nhật vừa rồi. Chúng ta chấm dứt làm những con người cố gắng thực hiện việc này việc kia, mà trở nên những người tập luyện để chúng ta làm việc. Thì có một số vấn đề mà chúng ta cần để ý, cầu nguyện cho về tài chánh, cho người ban phước cho. Cơ sở của chúng ta tại đây sắp sửa đến 20 năm. Thì tất cả những cái máy móc của chúng ta đến 20 năm là thường là chúng ta phải thay nó. Có nhiều cái máy điều hòa không khí của chúng ta, AC của chúng ta hiện tại nó chỉ chạy có 50%. Chúng ta cần phải, ít nhất là có một cái máy chúng ta cần phải thay mới hoàn toàn. Là cái máy của sảnh đường của chúng ta phía trước, tiền sảnh của chúng ta. Và nếu chúng ta được Chúa nghe cho cái đặc ân để chúng ta host sự phục hưng của ta đây, thì máy, tất cả các máy của chúng ta phải hoạt động tốt. Đây là thời gian chúng ta chuẩn bị. Biết đâu chừng đại hội năm nay sẽ là đại hội mà người ta sẽ không đi về. Và như chúng tôi đã chuẩn bị bao nhiêu năm nay, lần này là lần thứ 20, biết đâu chừng năm nay những người về dự đại hội sẽ ở lại một tuần, hai tuần. Rồi họ về sắp xếp công việc ở nhà rồi trở lại, với sự hiện diện của Chúa cứ tiếp tục bày tỏ một cách dày đặc ở tại đây. Muốn được như vậy, chúng ta phải chuẩn bị từ cơ sở cho đến người. Bằng lãnh đạo của các hốp, chúng tôi có khích lệ là các bạn phải tìm thêm một cái người để có thể kết nối với mình. Tôi trấn an các bạn, các anh em trong lãnh đạo, đó là đừng lo, đừng sợ.
Bởi vì nếu thật sự là sự phục hưng đến từ Chúa, Chúa Ngài sẽ điều động người. Tôi nhớ có một lần tham dự một cái buổi nhóm lại ở tại Cherry Park Baptist Church, chỗ của mục sư Eddie Smith. Ông hướng dẫn lời khen và thờ phượng. Để hội thánh của Chúa được Chúa Ngài kéo vào ở trong một cái chiều kích, một cái dimension khác hơn của thế giới bình thường của chúng ta. Hội thánh bắt đầu nhóm lại. Cũng là một cái lúc mà chúng tôi đến để học về sự ngợi khen và thờ phượng. Khi bắt đầu và sự hiện diện của Chúa bắt đầu tràn xuống. Buổi nhóm kéo dài 6 tiếng đồng hồ mà không ai biết nó là 6 tiếng đồng hồ trôi qua. Họ có hai lễ. Những người lễ thứ nhì tự động đi vào để thay thế cho những người lễ thứ nhất. Người đánh đàn đang đánh như vậy thì có một người đứng ngay phía sau chụp cái cần đàn và tiếp nối công việc. Những người giữ trẻ thay thế nhau để hội thánh của Chúa vẫn tiếp tục. Và khi buổi nhóm kết thúc, nhìn đồng hồ lại ai cũng bật ngửa. 6 giờ đồng hồ trôi qua mà cứ tưởng như nó là chỉ là 1 giờ đồng hồ thôi. Vì sự hiện diện của Chúa dày đặc, bao nhiêu người được chữa lành, bao nhiêu người được Chúa nghe ban phước. Thì tôi nói rằng mình có chuẩn bị đó, nhưng mà chuẩn bị như là một cái người làm nông cày đất, gieo giống. Vì Chúa đã mang nước đến. Sự phục hưng như là mưa mà chúng ta không tạo ra được, chỉ do Chúa nghe ban cho. Điều chúng ta có thể làm được là chúng ta cày đất, chúng ta gieo giống, chúng ta mong đợi, chờ đợi điều mà chỉ có Đức Chúa Trời có thể mang đến. Đó là sự phục hưng, sự hiện diện của Ngài. Nhưng có một số những vấn đề chúng ta có thể cài đất chuẩn bị. Về cơ sở của chúng ta cầu nguyện để chúng ta được sự tiếp trợ về tài chính cho đủ để chúng ta có thể thay thế, sửa chữa để hệ thống máy điều hòa không khí của chúng ta tại phòng thờ phượng chính và CLC sẽ được chuẩn bị một cách tốt đẹp. Chờ đón Ngài mà nó sẽ chạy 24/24. Amen. Cá nhân của chúng ta thì hiện tại có những người lãnh đạo đang bước vào trong chế độ ăn uống đặc biệt, tập thể dục để chuẩn bị để chúng ta có thể lực. Bởi vì anh chị em đánh trống cho hội thánh của Chúa nhóm ở trong những cái kỳ đại hội thì mình sẽ xem thuộc lại cho chúng tôi là một ngày như vậy mất 6 pound, đổ mồ hôi nhiều như vậy. Chúng ta thử hình dung những người đánh trống, những người ca hát như tại là Asbury hướng dẫn giờ này sang giờ khác không nghỉ. Nhưng mà không sao, đừng sợ, vì có sự hiện diện của Chúa. Môi-se ở trên núi với Chúa trong 40 ngày 40 đêm không ăn gì, không uống gì, nhưng mà ông xuống mặt ông sáng rực. Vì trong sự hiện diện của Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, sự sống của Ngài sẽ tuôn đổ trên thân thể của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng hay là không. Nên cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn cho sinh hoạt của VBC Houston chúng ta, cho các mục vụ VBC Kids, VBC Student, hội thánh đơn giản, các lớp học kinh thánh, lớp huấn luyện. Xin nhớ và anh chị em nhắc nhở với nhau, và nếu biết có những người mà chúng ta biết rằng họ ở trong hội thánh nhưng mà chưa có tham dự Grow Track, nhất là những người mới, chúng ta biết rằng muốn trở nên thuộc viên chính thức của VBC Houston phải qua cái tiến trình tăng trưởng này. Và để chúng ta có thể phục vụ ở trong hội thánh, để có thể tham dự vào bất cứ một cái đội tuyển nào, thì chúng ta cần phải biết khám phá ra ân tứ khả năng của mình để làm việc cách nhịp nhàng với hội thánh của Chúa. Để chúng ta không để cho cái cách chúng ta làm việc theo ý nó mâu thuẫn với lại sinh hoạt và tổ chức của hội thánh. Cái sự đóng góp của chúng ta làm vững mạnh công việc của hội thánh và chúng ta gây trở ngại. Vì chúng ta có thể mang những cái sự hiểu biết chúng ta từ các nơi về, nó không thích hợp với tại đây mà chúng ta, các lớp sẽ giúp hoạt động một và giúp đỡ. Nên anh chị em kêu gọi và khích lệ. Chúng tôi sẽ phải chạy nước rút ở trong những ngày sắp đến. Bắt đầu Chủ nhật này cho đến Chủ nhật 30 tháng 9. Sẽ có những ngày tôi giảng lễ tiếng Anh, tiếng Việt rồi dạy luôn cái lớp của Grow Track. Tôi sẵn sàng làm công việc đó. Nếu có những người hiếu học, cho nên xin anh chị em cầu nguyện cho, và nếu biết khích lệ cho những người mà họ chưa thấy giá trị. Thì tôi đã nói nhiều lần nhưng mà tôi tin rằng sự khích lệ của anh chị em cũng có thể giúp đỡ cho, để người ta thấy được cái công việc cần phải làm. Vì 78% hội thánh của Chúa ở trên thế giới này, người ta chưa bao giờ bước để uống cái chén thứ ba
Thì cái chén mà chúng ta tìm biết được ân tứ khả năng mà Chúa Ngài ban cho để chúng ta có thể uống cái chén của sự cứu chuộc này. Chúa Ngài cứu, Ngài chuộc chúng ta về cho một mục đích. Và nếu chúng ta không biết mục đích đó, chúng ta hoang phí những điều Chúa Ngài ban cho. Và chúng ta cứ chạy đi theo đường lối của công ty ngoài đời và của đời này. Để chúng ta tổ chức hội thánh của Chúa theo dân chủ, thì chúng ta mặc nhiên chống lại đường lối của Đức Chúa Trời là đấng muốn hướng dẫn hội thánh của Ngài theo thân chủ. Thì chúng ta hỏi câu hỏi là tại sao đời sống chúng ta không được Chúa Ngài ban phước? Để xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ được ơn ở trước mặt Chúa. Cầu nguyện cho các tân tín hữu, những gia đình tín hữu mới gia nhập hội thánh trong những ngày qua. Cảm ơn Chúa, hôm Chủ nhật chúng tôi cầu nguyện cho các gia đình mà ông bà mục sư Hải đã đưa đến và họ đón nhận sự đặt tay và Chúa Ngài ban phước của những lời tiên tri rất là mạnh mẽ cho những người mới này. Xin Chúa Ngài ban ơn để họ sẽ tìm được một cái chỗ, vị trí mà Chúa Ngài sẵn sàng để ban phước trên họ và sử dụng họ ở trong hội thánh của Chúa. Và cầu nguyện cho sự sửa lành và phục hồi sức khỏe cho ông Thái Bá Hoàng. Nãy trước giờ cầu nguyện của chúng ta thì anh Hải có cho biết và trước khi bệnh viện có thể sắp đặt để những người gọi là physical therapy đến nơi thì bác Hoàng cũng đã bỏ cái nạn rồi, bỏ cái walker rồi. Ông đang tập đi mà không cần phải chống. Mà Chúa Ngài đang phục hồi sức khỏe một cái rất là tốt. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài cho để chất dinh dưỡng ông sẽ, cơ thể ông sẽ đón nhận một cái tốt đẹp để sức mạnh của các bắp thịt sẽ được Chúa Ngài cho được mạnh mẽ trở lại để ông sớm trở lại sinh hoạt cái bình thường với gia đình và hội thánh. Amen anh chị em. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho bác Tài, má của cô Loan Trần đó. Cảm ơn Chúa. Hôm Chủ nhật con trai lớn của bà, anh Đạt, nó chạy lên và khi thấy chị Ngọc Hoa làm chứng thì anh cũng bày tỏ lòng biết ơn. Anh nói rằng 6 năm mấy về trước, hai cái đầu gối của tôi bác sĩ nói rằng nó đã mất hết chất sùng, mất hết chất nhờn. Tôi đi đứng rất là đau. Bác sĩ nói là phải giải phẫu để replace hai cái đầu gối. Nhưng mà một sự cầu nguyện thì Chúa cho là không còn đau nhất suốt 6 năm mấy nay. Nhưng mà không có trở lại, cảm ơn Chúa. Thật ra chúng ta không biết cái phép lạ đó đã xảy ra cho anh. Thì đến Chủ nhật, anh khích lệ và anh đến để anh làm chứng. Và chúng tôi có cơ hội để cầu nguyện mẹ của anh cho bác Tài. Và anh Chủ nhật vừa rồi đón nhận với một cái đức tin lớn hơn. Và chúng ta tin rằng với sự hiệp ý của người con trưởng và đức tin của chúng ta, Chúa Ngài sẽ đỡ bà dậy trong ơn của Chúa. Cũng nhớ đến bà Linh và chúng ta cầu nguyện cho bà. Chúa cho để phổi của bà sớm được Chúa Ngài chữa lành để bà không còn bị ho nhiều nữa. Cảm ơn Chúa. Tôi cầu nguyện cho các công tác chuẩn bị cho Đại hội Phục Hưng. Cảm ơn Chúa. Năm nay chúng ta, Chúa cho có sự trở lại của Apostle Joshua Chow. Kể từ lúc đến giảng cho đại hội chúng ta vào tháng 10 năm rồi, đại hội năm rồi, thì chức vụ của ông đã được Chúa cho bùng nổ cho thế giới. Đến độ Thủ tướng của nước Do Thái đã mời ông đi vào để có lời của Chúa cho nước Do Thái. Và có nhiều những cái sinh hoạt lớn lao mà Chúa nghe ban cho. Ông sẽ trở lại để chia sẻ lời Chúa với chúng ta. Và cảm ơn Chúa vì người đã có mặt với chúng ta từ những đại hội đầu tiên, một sự rất singer sẽ trở lại để chia sẻ lời Chúa với chúng ta. Và đặc biệt là năm nay chúng ta có một sư Dương Thành Lâm từ Việt Nam cũng sẽ qua để giữ phần giảng dạy với chúng ta vì Chúa Ngài kết nối chức vụ của chúng tôi trong các đại hội của Liên hội Ân Tứ trong năm lần qua. Và cảm ơn Chúa, Chúa Ngài cũng mở đường để chúng tôi họp với Chúa với AJ ở tại Việt Nam ở trong những ngày ở tại Việt Nam trong cuối năm vừa qua. Chúa Ngài ban phước rất nhiều và chúng tôi thấy được sự thúc đẩy từ nơi Chúa để mời ông từ năm rồi, nhưng mà ông không thể sắp xếp kịp thì năm nay mới có thể đến để chia sẻ lời Chúa với chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Chúa mở đường và chúng ta đang cầu nguyện Chúa cho. Nếu Chúa cho phép một vài đệ tớ nữa của Chúa đã từng đến đây giảng dạy lời của Chúa có thể đến để chia sẻ lời Chúa được với chúng ta, thì chúng ta sẽ mở luôn các buổi trưa để chúng ta sẽ có nhiều bài giảng cho năm đặc biệt kỷ niệm lần thứ 20 chúng ta tổ chức đại hội. Anh xin nhớ và cầu nguyện cho diễn giả, cho việc ghi danh, cho việc visa của các mục sư, các lãnh đạo từ Việt Nam. Nghe nói năm nay đi xin visa thì rất là thuận lợi và nhiều người đã được cấp visa để đến dự đại hội với chúng ta. Đã cầu nguyện cho sự tham gia của anh em của chúng ta, con cái của Chúa ở nước Mỹ này, cũng như trong hội thánh của Chúa, và cho việc huấn luyện đội tuyển của chúng ta. Vì chúng ta
đoán là sẽ có đông người hơn về tham dự. Cho nên chúng ta sẽ gia tăng mức độ số ghế ở trong phòng thờ phượng, cũng như là các mục vụ. Cho nên chúng ta cần thêm nhiều anh chị em trong hội thánh tình nguyện để dự phần vào trong đội tuyển của đại hội, để được sống, được huấn luyện, để chúng ta có thể phục vụ một cách kết quả trong ơn của Chúa. Sáng Chủ nhật vừa rồi có một cái sự cố nó xảy ra, cũng nhắc nhở cho chúng ta và chúng tôi phải đưa lên bàn làm việc để chúng ta làm mới lại những cái phương cách của chúng ta để đối phó với vấn đề. Trong lúc mục sư Sam đăng giảng thì fire alarm của chúng ta nó go off, nó hú. Lý do là một anh em thay thế công việc của chị Hải, chị Như, để giúp làm cà phê. Em lấy cà phê đổ vô trong em qua bên này để cái bình lên trở lại mà không có tắt. Cho nên cà phê nó kho, rồi nó khét, rồi nó khói. Cho nên alarm nó go off. Thì chúng ta đối phó với vấn đề tốt, nhưng mà cũng là một cái sự nhắc nhở là chúng ta nếu có số đông người về để tham dự trong kỳ đại hội này, Chúa cho phép sự phục hưng xảy ra mà chúng ta được cơ hội để đón tiếp sự phục hưng của Chúa, thì chúng ta biết rằng có những bước như là khi có lửa cháy chúng ta phải đối phó như thế nào về vấn an ninh trật tự và nhiều việc khác nữa. Nên cũng là cơ hội tốt để chúng ta tập dượt trở lại như chúng ta đã từng có những cái đội ngũ bảo vệ an ninh hùng hậu, và chúng ta sẽ thực hiện trở lại trong ơn của Chúa. Xin Chúa ban phước chúng ta sẽ được kết quả trong ơn của Chúa, và xin cũng nhớ cầu nguyện cho các đại hội vào trong tháng 11 để Chúa ngày mở đường từ 3 địa điểm ngoài Bắc và 2 địa điểm ở trong miền Nam. Chúa ngày sẽ mở đường các mục sư có thể xin phép được để có thể tổ chức ở các địa điểm lớn. Mọi công việc Chúa ngày hướng dẫn cho, và Chúa ngày tiếp trợ từ tài chính cho đến mọi công tác cần thiết để chúng ta có thể tổ chức với cái số lượng lớn như vậy. Có địa điểm có thể lên đến hơn 2.000 người, và chúng ta nhớ và cầu nguyện cho để Chúa ngày ban phước cho. Amen anh chị em. Nhưng mà xin anh chị em chúng ta mỗi người trong thời gian này ở trong cái sự sức dầu mà Chúa ngày ban cho, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho điều mà lòng của chúng ta được Chúa ngày nhắc nhở chúng ta buổi tối hôm nay, để chúng ta cầu nguyện cho lĩnh vực đó, cầu nguyện cho lãnh đạo, cầu nguyện cho những người có nhu cầu, cầu nguyện cho chức vụ thương xót của những người cần được chữa lành, có những nhu cầu về thể xác cũng như tâm hồn. Chúng ta nhớ với chúng ta cầu nguyện cho việc tổ chức, cầu nguyện cho công việc truyền giáo cũng như là các đại hội ở tại Việt Nam. Xin Chúa ngày ban phước, cầu nguyện cho đại hội phục hưng của chúng ta. Và trên hết mọi sự, xin chúng ta hết lòng cầu nguyện là Chúa, trong đời sống con còn có gì cần phải được hoàn chỉnh, để con sẽ là một trong những người trong cộng đồng người Việt ở tại Houston này. Chúa làm việc xuyên của chúng con, để sự phục hưng của Chúa sẽ đến trên thành phố này. Anh chị em dám cầu nguyện như vậy không? Amen. Bởi vì đặc ân này lớn lắm anh chị em. Cái việc xảy ra, lịch sử của 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa Chúa chưa trở lại, và những việc Chúa làm, mà chúng ta nếu được đặc ân để làm những mạch nước đầu nguồn, thì đây là việc chúng ta làm nên lịch sử đó anh chị em. Tôi tin là Đức Chúa Trời chuẩn bị cho chúng ta, biết đâu chừng như Mạc Đô Chê nói với Esther, biết đâu chừng con đã được dựng nên cho thế giờ này. Chúng ta cầu nguyện. Anh chị em gọi cửa Chúa trong thời giờ này. Mỗi người trong chúng ta, để Chúa nghe đặt để trong chúng ta sự sức dầu khác nhau. Hãy bước vào và chúng ta cầu nguyện cho điều đó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa. Ngài có kế hoạch. Ngài có một công việc đặc thù trong đội ngũ của những chiến sĩ cầu nguyện cầu thai mà mỗi chúng con có thể đóng góp. Như trong một quân đội có nhiều binh chủng khác nhau. Xin Chúa ban phước. Và trong thời gian này, mỗi người trong chúng con sẽ thực hiện công tác mà Chúa ngài giao cho. Cảm ơn Chúa.
Xin Chúa ngày cùng giơ tay đến với các đầy tớ con cái của Chúa ở khắp nơi vào để cùng cầu nguyện với chúng con. Để sự trang bị của tôi hôm nay, trong thời gian qua khi chúng con nhắc đến những loại sức dầu của những người cầu thai khác nhau, anh chị em chúng con khám phá ra được, nhận diện được thể loại sức dầu của sự cầu thai, cầu nguyện, chiến tranh để Chúa ngày giao cho chúng con. Con cảm ơn Chúa. Cha cháu cũng con cầu nguyện. Xin Chúa nghe ban ơn để sự trang bị này cũng sẽ được nghe đi nghe lại, được huấn luyện, và nhiều người nữa Chúa giấu sẽ được dấy lên cho khải tượng Việt Nam sẽ được cứu. Chúa tìm thấy những con người có thể nhận ý của Chúa cho sự cầu nguyện để chúng con đáp ứng lại và trao quyền pháp lý cho Chúa bởi lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con thấy ý Chúa được nên ở đất như tại trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin ban ơn bởi sự sức dầu của Ngài. Và chúng con có thể nhận được những trọng trách của sự cầu thai. Có những trường hợp khẩn cấp, có những trường hợp thương xót, trường hợp cần được sự can thiệp siêu nhiên của Chúa vào trong chính quyền, trong chính phủ, sự can thiệp siêu nhiên của Chúa trong sự tiếp trợ về tài chính. Để chúng con thấy tất cả đều sẽ được sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Là Chúa cho những ngày mà lòng của chúng con đã ước mơ, chúng con đã cầu nguyện và đã kinh nghiệm cho người Việt của chúng con. Nay Chúa giấu chúng con nghe điều Chúa toan định làm. Ôi thật và đặc ân cho chúng con. Vốn là những người thuyền nhân, những người tị nạn, những người đời sống tan nát, đau khổ, bị chiến tranh vì những sự khó khăn. Được đến đây và số đông của chúng con biết Chúa ở tại đất nước này. Và chúng con cũng đã được Chúa ngày giao cho chúng con một gánh nặng. Đó là con cháu của các giáo sĩ đã từng đến đất nước Việt Nam của chúng con để đem tin lành của Chúa đến đó. Chúng con sang đây thấy họ đang sa ngã ngựa lạnh, chống Chúa. Có những người chỉ đi nhà thờ lấy lễ. Lòng của chúng con tan nát. Không thể được như vậy. Như lời của Chúa đã hứa với chúng con, Ngài làm ơn đến ngàn đời cho những người kính sợ Chúa, thờ phượng Ngài. Chúng con xin Chúa Ngài can thiệp một cách đặc biệt. Và cảm ơn Chúa. Chúa ơi, thật là đặc ân cho chúng con, là người Việt của chúng con. Chúng con đón nhận lời tiên tri rằng sẽ có một sự vận hành của Chúa ở trên thành phố này. Và chúng con bắt đầu qua người Việt. Ôi thật là đặc ân. Và chúng con cầu nguyện điều này. Không phải chỉ chúng con tại đây, nhưng mà con cái của Chúa người Việt Nam khắp ở trên thành phố này. Lạy Chúa, xin kéo chúng con ra khỏi sự ích kỷ cá nhân, những sự tự ti mặc cảm cá nhân. Và chúng con bước vào và chúng con nói rằng không việc chi là khó cho Đức Chúa Trời. Ngài đang tìm những cái bình trống, những bình không để Ngài có thể đổ xuống trong phước hạnh của Ngài. Xin giúp đỡ để thiên ân của Ngài, phước hạnh của Ngài có thể đổ xuống ở trên những cuộc đời sẵn sàng để được Chúa Ngài sử dụng. Có những gì ở trong chúng con, Chúa giấu, cần phải san bằng. Xin Chúa giúp đỡ chỉ ra để chúng con sẽ san bằng nó. Để Chúa có những chỗ nào sủng thấp cần phải được lấp đầy, xin giúp đỡ để chúng con sẽ cảm ơn Chúa và với ơn của Ngài lấp đầy những chỗ đó, để chúng con trở nên những con người sẵn sàng để được Chúa Ngài sử dụng, những sứ giả phục hưng, những con người sẵn sàng để được Chúa Ngài rót đổ sự hiện diện của Ngài. Và chúng con sẽ mang sự hiện diện của Chúa đi khắp mọi nơi, tại sở làm, tại công ty, tại những chỗ chúng con sinh hoạt, luôn ở những chỗ các anh chị em chúng con trong hội thánh của Chúa, khi chúng con làm móng tay, khi chúng con làm tóc, làm đẹp cho những người khách hàng của chúng con, những người thân chủ của chúng con, thì quyền năng của sự hiện diện của Chúa cũng sẽ làm đẹp cuộc đời tâm linh của họ. Thì chúng con sẽ thấy sự vận hành lớn lao của Chúa sẽ bày tỏ xuyên qua hội thánh của Ngài xuống những người Việt của chúng con, các cơ đốc nhân Việt Nam của chúng con, để chúng con sẽ thấy những việc lớn. Chúng con cũng nhận biết trong lời tiên tri đó, người của Đức Chúa Trời đã nói sẽ thông báo cho cộng đồng người Việt Nam biết đời sống của họ sắp sửa rồi Đức Chúa Trời Ngài bước vào, để rồi những interrupt của Chúa, bởi Ngài bước vào và Ngài làm cho tất cả sẽ không còn là bình thường nữa. Thì chúng con sẽ bắt đầu sống đời sống cơ đốc nhân phi thường. Chúng con sẽ làm những công việc phi thường cho Chúa, bởi vì sự hiện diện của Chúa đầy khắp làm việc trong cuộc đời của chúng con, gia đình của chúng con, hội thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đất đang được cài, giống đã được gieo trong nhiều năm qua. Bây giờ chúng con nghe nói Chúa ngày toan định đổ mưa của Ngài xuống.
việc chúng con không làm được. Chúng con cũng chỉ có thể chuẩn bị đất. Chúng con có thể giống lên tiếng chuông, chúng con có thể kêu gọi hội thánh của Chúa chung trên thành phố Houston này. Và cảm ơn Chúa, hơn 3 thập niên qua, chúng con đã đồng hành với các đệ tử của Chúa để chúng con tìm kiếm sự thức tỉnh tâm linh mà Chúa nghe hứa. Chúng con đeo đuổi lời tiên tri. Houston sẽ là trung tâm địa chấn lớn nhất của sự phục trong lịch sử của Bắc Mỹ này. An epicenter of the greatest revival in North America. Oh, thật là phước hạnh. Chúng con tin rằng ngày đó chắc chắn đến. Và khi Ngài phán, Ngài bày tỏ ra, cứ đôi ba người thì việc được kiên lập. Và cảm ơn Chúa, Chúa Ngài đã bày tỏ hơn đôi ba người. Vì Chúa rất muốn làm. Lạy Chúa, trong con có điều gì ngăn trở, xin Chúa Ngài chỉ ra. Trong anh chị em chúng con, cho hội thánh VBC Houston từ đây, cho hội thánh với mọi người Việt Nam của chúng con, có những gì ngăn trở, xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con sẽ cất khỏi. Và chúng con xứng đáng làm những người như lời của Chúa, Chúa bắt đầu công việc của Ngài xuyên qua người Việt. Lạy Chúa, xin giúp đỡ chúng con. Cảm ơn Chúa, chúng con nghe tâm lòng của Cha. Ngài muốn chúng con là bạn đồng làm việc với Đức Chúa Trời, là ruộng Đức Chúa Trời cày, là nhà Đức Chúa Trời xây. Cảm ơn Chúa. Chúng con biết cộng đồng Việt Nam của chúng con không phải là một cộng đồng lựa chọn thứ nhất của Chúa, vì chúng con không xứng đáng. Nhưng trong sự khôn ngoan thiên thượng, Ngài thấy cái điều gì đó, Ngài đã chọn. Có lời của Ngài, việc của Ngài sẽ bùng nổ, bắt đầu với người Việt Nam. Chúng con thưa với Chúa rằng, như Mary, chúng con biết rằng đối với sự suy nghĩ của con người thì việc không thể xảy ra được. Nhưng chúng con thưa, như bà đã thưa với Chúa qua thiên sứ của Ngài, xin việc xảy ra cho tôi theo như lời Chúa phán. Xin việc xảy ra cho người Việt của chúng con như lời Chúa phán. Vì không việc chi là khó cho Đức Chúa Trời. Xin làm việc. Xin làm việc. Con cầu nguyện một sự mặc khải đồng loạt Chúa ban cho. Để bắt đầu tối hôm nay nữa Chúa giọng, Ngài gieo khải tượng, Ngài đặt vào ở trong giấc ngủ, trong chiêm bao, trong sự hiện thấy để anh em của chúng con, những cơ đốc nhân Việt Nam tại thành phố này. Chúng con sẽ được Chúa Ngài ru chúng con vào lòng của Ngài. Sẽ có những người trong đêm ngủ nghe được tiếng gõ cửa của Chúa. Rồi có các mục sư trên thành phố này, chúng con nghe tiếng Chúa Ngài gõ cửa, để các tôi tớ của Chúa sẽ bằng lòng mở cửa ra, để Chúa Giêsu lại được vào làm lãnh đạo, làm đầu cầu thánh của Ngài. Và giáo hội không phải như ông chấp sự khó tánh, nhưng chính Chúa Giêsu Ngài sẽ cai trị, Ngài làm việc. Chúng con cảm ơn Chúa. Ngài khen Chúa. Chúa soi sáng và giúp đỡ cho chúng con chuẩn bị sẵn sàng từ cơ sở cho đến con người. Nên ban phước cho chúng con, tiếp trợ chúng con những gì cần thiết để chúng con có thể làm một sự chuẩn bị sẵn sàng của cơ sở để tiếp đón. Chúng con ngợi khen Ngài. Ban ơn trên chúng con, sinh hoạt của chúng con sẵn sàng. Gia đình của chúng con cái của chúng con hết thảy để sẵn sàng được Chúa Ngài sai phái sử dụng ở trong ơn của Ngài. Chúng cảm ơn Chúa. Xin ban ơn Chúa giọng cho những sinh hoạt của chúng con trong những ngày này. Ban ơn, giúp đỡ. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và ban ơn cho điều Chúa Ngài vừa mới nhắc nhở con, giúp đỡ cho chúng con có đủ thời gian
tôi có thể mở khóa huấn luyện sau những thời giờ sinh hoạt cho tiến trình tăng trưởng, trường chữa lành, trường giải cứu phải được thực hiện. Xin ban phước trên chúng con, đặt để trong lòng con gái của Chúa một ao ước muốn được trang bị, muốn trở nên những khí cụ hữu dụng trong tay của Ngài. Thì chúng con thấy sẽ có một sự đáp ứng, một sự khao khát tột độ để sẵn sàng được Chúa Ngài sử dụng. Và cho khi Chúa Ngài đổ linh quyền và sự hiện diện của Ngài, chúng con cũng hiệu quả. Và khải tượng mà Chúa cho chúng con thấy, đông đảo người xếp hàng trước nhà thờ chờ đến phiên của họ vào đây để được chữa lành, sẽ là ứng nghiệm trong thế hệ của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, ban ơn Chúa giọng cho một công tác, ban ơn chữa lành phục hồi sức khỏe cho những người ốm đau được phục hồi một cách nhanh chóng. Ban phước cho hết thảy chúng con, già đến trẻ, người nói tiếng Anh cũng như người nói tiếng Việt, Chúa làm việc xuyên qua chúng con, thì chúng con phải sẵn sàng để được Chúa Ngài sử dụng trong vị trí của một sư lãnh đạo. Con thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, bởi ân điển và quyền năng của Ngài, chúng con đón nhận trọng trách này. Xin đem ơn cho chúng con, để chúng con được đặc ân này hỡi Chúa, để thấy sự vận hành lớn lao, sự phục hưng vĩ đại bắt đầu xuyên qua người Việt của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạng Chúa, chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, Chúa ban phước trên anh chị em tràn đầy ơn của Chúa. Và như tôi nhắc nhở, hãy đem tài liệu về và chúng ta nghiên cứu để xem Chúa sức dầu trên chúng ta trong lĩnh vực nào. Trung tín, cầu thai, cầu nguyện trong lĩnh vực đó. Mà rút tỉa những bài học, ghi chép những điều Chúa Ngài dạy dỗ, để sau này Chúa có dùng các anh chị em để đứng chung với chúng tôi để chúng ta sẽ huấn luyện và nới rộng vòng tròn của những chức vụ cầu thai cho khải tượng Việt Nam được cứu trong những ngày sắp đến. Chúa ban phước trên anh chị em tràn đầy ơn của Chúa. Xin nếu có thể được 25 tháng 8 này, từ 7 giờ cho đến 10 giờ tối ở tại New Life, trên đường Hemley đó, chỗ cái nhà thờ mà chúng ta thấy đi ngang trên đường Bellway 8, chúng ta thấy có cái nhà giống như là một cái castle, và cái nhà thờ giống như là cái hình vòng tròn, cái vòm, cái dome, thì địa điểm của kỳ nhóm lại, nơi một sư Church Pierce sẽ chia sẻ lời của Chúa, cũng như là sứ đồ Edmund đã mời chúng ta. Thì xin Chúa cho để tối thứ sáu đó chúng ta có thể cùng nhau đi tham dự. Bây giờ dừng tại đó, Chúa Ngài sẽ trao chìa khóa cho chúng ta. Amen anh chị em. Nên chúng tôi sẽ thông báo địa chỉ cho anh chị em. Nhớ thứ sáu ngày 25 tháng 8. Thứ sáu 25 tháng 8. Chúng tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh chị em. Tôi chỉ có thể giữ chỗ được có 7 chỗ. Họ cho giống như là early register. Vì tin rằng nếu chúng ta là những người Việt Nam đến đó với cái lời tiên tri đó, thì chắc là họ sẽ cho chúng ta có cái chỗ đặc biệt để chúng ta có thể đón nhận và thấy đã bày tỏ ra được ứng nghiệm xuyên người Việt của chúng ta. Chúng ta kích lệ họ, họ sẽ kích lệ chúng ta để cùng nhau chúng ta thấy công việc của Chúa được thể hiện. Amen anh chị em. Nhớ ghi xuống trong tờ khóa biểu của mình thứ sáu ngày 25 tháng 8. Chúng tôi sẽ gửi đến anh chị em những chi tiết khác. Chúa ban phước, chúng ta sẽ gặp lại trong ơn của Chúa. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.